chương 81. Đến đây đi thống khoái chiến một trận. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lương Phi Tuyết trước kia đang cùng Lý Lan cùng với nhâm tiêu giao trong chiến đấu, hao tổn không nhỏ, đang tại giành giật từng dây địa khôi phục, bất quá, hắn thời gian nghỉ ngơi, nếu so với Đinh Hạo Trường, mà Đinh Hạo đang cùng Lý Mục Vân trong chiến đấu tiêu hao giống nhau, từ nơi này cùng lúc mà nói, song phương tình cảnh không sai biệt lắm, vương tiểu thất cùng trương phàm một trái một phải trợ giúp đinh hạo xoa bóp lỏng cơ nhục đinh hạo liền chính là đang nhắm mắt ánh mắt theo lý mà nói qua rồi lý mục vân cửa ải này đinh hạo trên cơ bản liền không có gì có thể đảm nhận tâm rồi nhưng là không biết vì cái gì đinh hạo cái chủng loại kia trực giác lại một ít cũng thoải mái không đứng dậy lương phi tuyết trong cơ thể cất giấu cổ lực lượng kia làm lòng người kinh nhớ rõ cùng lý mục vân chiến một trận thời điểm Lý Mục Vân từng nói, nếu như ký danh đệ tử bên trong thật sự có người có thể đánh bại hắn, cái kia liền chỉ có một người. Đinh Hạo hoài nghi, người này, chính là Lương Phi Tuyết. Danh chấn năm viện Lương Phi Tuyết, mê đồng dạng thiếu niên. Đi đến một bước này rồi, Đinh Hạo dĩ nhiên muốn muốn tái tiến một bước, cướp lấy cuối cùng nhất quán quân, đạt được cái kia quý giá tiến vào vấn kiếm tông giấu kiếm đường vũ khố bên trong chọn lựa một môn huyền công chiến kỹ cơ hội. Một nén nhang thời gian, rất nhanh liền qua đi. Trọng tài quan thanh âm, tại khu nghỉ ngơi vang lên. Cuối cùng nhất trận chung kết, đã đi đến. Sự chữa đổi mới hoàn toàn lôi đài số một tại tịch dương chiếu xạ phía dưới, tản ra vô cùng mỹ lệ, quan huy lệ lệ, giống như là một tòa phong bi, một tòa vương tọa giống nhau, cùng đợi cuối cùng một vị người thắng, trên của hắn, hưởng thụ cái kia độc nhất vô nhị vinh diệu. Vạn chúng chú một cùng núi thở biển gầm giống nhau tiếng hò hét bên trong, Đinh Hạo cùng Lương Phi Tuyết đi lên lôi đài. Làm cho này một lần ký danh đệ tử Nhân Khí Vương, Đinh Hạo những người ủng hộ tại Thanh Thế Thượng, hiển nhiên càng thêm chiếm cứ ưu thế, Nghiên Tài lắng nghe, hô to lấy Đinh Hạo danh tự thanh âm, chiếm cứ đại đa số. Trên thực tế, tại Đinh Hạo may mắn địa qua rồi Lý Mục Vân cửa ải này về sau, khả quan người của hắn đã muốn càng ngày càng nhiều. Ông. Chiến đấu chung tiếng vang lên. Chói tai tiếng hò hét làm cho người huyết mạch phun tắm nhiệt huyết sôi trào. Hai vị cuối cùng nhất thiên tài thiếu niên, tại khoảng cách 10 m thời điểm, ngừng lại, đánh giá đối phương. Buông tay chiến một trận A, Đinh Hạo. Lương Phi Tuyết mắt xếp trung thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, Bạch Sam Trung Viện không bị thua, Bảy Nghĩa Minh cũng có chính mình kiêu ngạo, hôm nay, ta không phải tại vì chính mình mà chiến, cho nên, ta sẽ không chút do dự vận dụng cái kia cấm kỵ lực lượng là cái kia kích thương Lý Lan sư huynh lực lượng sao? Đinh Hạo đem kiếm sát trĩ dơ cao trong tay, mỉm cười nói. Ngươi có các ngươi kiêu ngạo, ta cũng vậy có dữ liệu của ta niệm, thanh sam đông viện, tuyệt đối không thể so với bạch sam trung viện kém, mà ngươi sợ dĩ đánh bại Lý Lan sư huynh, chẳng qua là ngươi may mắn gặp may mắn mà thôi. Người nào đi vận, rất nhanh liền sẽ biết. Một tia huyết sắc đã bắt đầu tại lương phi tuyết trong con ngươi phun lên cùng trước kia mỗi một lần vận dụng loại lực lượng này thời điểm đồng dạng, trí nhớ cùng tư duy năng lực, bắt đầu theo lương phi tuyết trong thân thể chậm chạp biến mất, trước nay chưa có bạo ngược sát ý xông lên đầu, tại cuối cùng trong ý thức, lương phi tuyết hướng phía dưới lôi đài các huynh đệ nhìn lại, thấy được bọn hắn chú ý ánh mắt, còn có lý mục vân cái kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thực khó nén ân trần biểu lộ. Chỉ có lương phi tuyết mới biết rõ, lý mục vân vì sao lại khinh địch như vậy buông tha cho trước kia bán kết vì cái gì cũng không đem lần đầu tiên ngũ viện đại bỉ đệ nhất nhân vinh diệu để ở trong lòng bởi vì hắn tin tưởng vững chắc lương phi tuyết sẽ thắng được cuối cùng nhất quán quân cũng bởi vì hắn không muốn tại đây dạng một cái trên lôi đài cùng mình thân mật nhất huynh để rút kiếm tương hướng bảy nghĩa minh bảy người thân như nhất thể bất kể là ai cuối cùng nhất đoạt giải quán quân đều muốn là bảy nghĩa minh vinh diệu là bảy người cộng đồng vinh diệu vì các huynh đệ ta đem vận dụng cái kia cấm kỵ lực lượng, đinh hạo, chuẩn bị cho tốt tiếp nhận thất bại A. À. Lương Phi Tuyết ngửa mặt lên trời trống giận, cả người hắn trong nháy mắt này, toàn thân đều lượng lờ lấy hoàng trung dẫn hồng quan diễm, màu hồng đỏ thẩm đáng sợ quan diễm, rốt cục triệt để tràn ngập hắn hai con ngươi, từng sợi khí diễm hóa thành hoàng hình dáng vòng sáng kín khí, không ngừng mà hướng bốn phía phóng xạ tràn ngập ra đến, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Điện quan thạch hỏa chỉ trong nháy mắt, hắn như là một đầu tóc cuồng mãnh thú hướng phía đinh hạo mang tất cả tới đây là trong đám người lý lan ánh mắt bỗng nhiên co rút nhanh lương phi tuyết trạng thái vô cùng kỳ quái làm cho người ta khí tức giống như một đầu tóc cuồng yêu thú có cực kỳ giống trong truyền thuyết mở ra huyết mạch thể chất huyết mạch chiến sĩ nhưng là rất hiển nhiên huyết mạch chiến sĩ không muốn tại loại trạng thái này hạ đánh mất lực khống chế cùng lý trí rốt cuộc là chuyện gì xảy ra siêu việt tam giai đỉnh phong lực lượng. Cái này là môn phái cao tầng đưa tin xuống, muốn chúng ta chú ý chính là cái kia huyết mạch thiếu niên sao. Nhưng là tình trạng của hắn, có chút không xong đây này. Dũng nhất phi nghi hoặc địa nhìn về phía lỗ kỳ. Lỗ kỳ lắc đầu. Lần này ký danh đệ tử bên trong, có rất nhiều lai lịch phi thường hiển hách thần bí đệ tử, nghe nói sớm sớm đã bị môn phái cao độ coi trọng, quan vu những người này kỹ càng tin tức, cũng đã trở thành môn phái cơ mật hắn và dưỡng nhất phi hai người tuy nói là trong tam đại đệ tử người nổi bật nhưng lại còn chưa có tư cách biết rõ những cái này phỏng chừng coi như là hạch tâm chân truyền thân phận lãnh nhất toàn biết đến sự tình cũng không so với chính mình hai người nhiều hơn bao nhiêu a à. xem lễ trên đài còn lại các đại lão lại càng khiếp sợ vạn phần vấn kiếm tông nhân đinh hưng vượng a trận này ký danh đệ tử ở giữa trận chung kết trình độ kịch liệt viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, nếu để cho những tiểu tử này lớn lên, chỉ sợ ngày sau vấn kiếm tông, có lẽ có thể lại tiến một đầu, trùng kích thất cấp môn phái, cùng tuyết châu đệ nhất tông phái thanh bình học viện đỉnh túc nhi lập đây này. Đến đây đi. Thống khoái chiến một trận A. Đinh Hạo không sợ hãi chút nào, ngược lại giấy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Cả người hắn như là một đầu thường cổ mang thú giống nhau, âm âm địa cuồng chạy, mỗi một bước dẫm trên mặt đất, làm cho người ta cảm giác đều giống như muốn dẫm sập lôi đài giống nhau đầy trời phong tuyết hàng khí lượng lờ của hắn hướng phía đối diện lương phi tuyết hóa thân cùng thú đụng nhau mà đi thẳng đến lúc này đang xem cuộc chiến mọi người mới nhớ lại đang cùng tử sam cái kia viễn đông kiên quyết một trong chiến đấu đinh hạo bày ra cường đại lực lượng cũng thẳng đến lúc này mọi người mới ý thức tới đinh hạo thực sự không phải là một cái kiếm thuật kinh người thiếu niên yếu đuối hắn lực lượng cũng không so địa cường lớn a à oanh. Rầm 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 rầm. Kinh người đánh thanh âm, không ngừng mà theo lôi đài trung tâm truyền tới. Ở đằng kia cổ thần bí hồng sắc lực lượng cái bọc phía dưới, lương phi tuyết hai tay cứng trắng giống như sắt thép giống nhau, trên không trung như thiểm điện huy động, chuẩn xác địa phủ kín đinh hạo trường kiếm, cường hoành lực lượng đụng nhau, còn có nguyên thủy nhất tứ chi đánh, chiến đấu tại trong nháy mắt, hãy tiến vào đến làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối. Xíu, u u một chùm huyết hoa trên không trung tách ra. Quần áo nghiền nát trong thanh âm, đinh hạo ngực trái để lại ba đầu đỏ thẳm vết máu, rắn chắc cơ nhục khỏa thân lộ ra, thanh sam phiên phi, giống như dẫn huyết hồ điệp. Dưới lôi đài truyền đến một mảnh khó có thể ngăn chặn tiếng kinh hô. Bị thương. Ngay từ đầu liền bị thương. Lương phi tuyết trong cơ thể rốt cuộc là cái gì lực lượng, cái gì mà lại mạnh như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Rung động, Đinh Hạo kiên trì. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mọi người bắt đầu lo lắng Đinh Hạo. Mà Đinh Hạo lại mặc cho máu tươi của mình chảy xuôi vẫy ra, không có bất kỳ lui về phía sau ý định. Trăng trọc chuyển thân, kiếm sát trĩ như điện, truy điện trung cung kiếm thôi phát đến cực hạn, trong nháy mắt, trả sáu kiếm bóng kiếm như điện mang, rốt cục vẫn phải thành công địa tại điên rồi cùng lương phi tuyết trên cánh tay, để lại một đạo nhẹ nhàng vết máu. Cùng lúc đó, đinh hạo cánh tay bộ vị, lần nữa huyết hoa bảo tố hiện, bị đối thủ lợi trảo lê mở một đạo dấu vết. Dùng tổn thương đổi tổn thương. Đinh hạo trên người đã muốn xuất hiện hai nơi thương thế, nhưng lại vui mừng bất cụ, ý chí chiến đấu mười phần địa cười ha ha. Hắn không có sử dụng đóng cửa từ chối tiếp khách kiếm thức, hắn không muốn dưỡng thành chính mình đối với cái này một chiêu khó giải phòng thủ kiếm thức ỷ lại, tại đây chính là hình thức đồng môn đệ tử đại bỉ thi đấu bên trong, thực sự không phải là sinh tử giao nhau, cho nên Đinh Hạo cần dùng nhất chiến đấu kịch liệt, đến tích lũy chính mình kinh nghiệm thực chiến, đền bù chính mình đoạn bản. Hóa thân thành cuồng thú lương phi tuyết, tại lực lượng thần bí thúc dục phía dưới, thực lực đạt đến tứ khiếu vũ đồ cảnh, vượt ra khỏi ký danh đệ tử chia đều tiêu chuẩn mấy lần, cũng vượt ra khỏi đinh hạo quá nhiều. Bất quá, lý trí của hắn cùng phán đoán cũng bị cái này lực lượng thần bí quấy nhiễu, chỉ còn lại có chiến đấu bản năng, cho nên Đinh Hạo còn có thể cùng hắn dây dưa một hồi. Siêu, siêu, xíu, u u. Đinh đinh đinh. Rầm 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 oanh. Kiếm sắc trĩ phá toái hư không gào thét thanh âm, lợi trảo cùng kiếm nhận đánh thanh âm, từng quyền vào thịt đập nền thanh âm. Các loại làm cho người tâm kinh nhục khiêu, rung rẩy sợ hãi, thanh âm không ngớt không dứt địa theo giữa lôi đài truyền tới, giống như một khúc bảo táp giống nhau hòa âm. Mà nương theo lấy cái này khúc gấp gáp hòa âm, còn có vẫy ra huyết hoa. Đinh Hạo không ngừng bị đối thủ đánh trúng, tại thân thể thượng lưu lại một đạo đạo huyết ngấn, thậm chí bị đánh đến lui ra ngoài. Nhưng là mỗi một lần hắn cũng sẽ ở trước tiên trở lại lao ra, trong tay kiếm sát trĩ, kết hợp lấy đáng sợ hàng khí, cũng nên tại lương phi tuyết trên thân thể lưu lại một điểm một chút ấn ký cái này mới cam tâm. Điên cuồng. Khổ chiến. Triệt để điên cuồng. Vô cùng khổ chiến. Ở ngoài sáng lộ ra thực lực không bằng đối thủ dưới tình huống, Đinh Hạo phản phất cũng lâm vào điên cuồng, vết thương trên người từng đạo địa gia tăng, tuy nhiên cũng bị hắn dùng phong tuyết hàng khí đông lại, giống như một vị vĩnh viễn không mệt mỏi chiến sĩ giống nhau, phấn đấu quên mình địa khởi xướng công kích. Chung quanh họ hét trở uy thanh âm, đã muốn đã sớm biến mất mỗi người đều nghẹn họng nhìn trân trối địa nhìn xem trên lôi đài trận này thảm thiết trận đấu. Từ ngũ viện đại bị bắt đầu đến nay, Đinh Hạo chỗ tham gia mỗi một cuộc tranh tài, đều có một loại đều những cái kia để cho người sinh ra cảm động, mà cuộc tranh tài này, Đinh Hạo thể hiện ra mấy cái gì đó, gọi là ý chí chiến đấu cùng không khuất phục. Cái kia vẫy ra huyết hoa, giống như là nhiều đóa thiêu đốt ngọn lửa giống nhau. Tại tốt như vậy cường độ chiến đấu phía dưới, mà ngay cả hoàn toàn bị cái kia lực lượng thần bí chúa tể mất đi thần trí lương phi tuyết dần dần đều cảm thấy mệt mỏi cùng tiêu hao lòng ngực bắt đầu kịch liệt địa thở dốc phanh tôn phi bị một trảo kích tại trước ngực miệng phun máu tươi bay rồi đi ra ngoài bất quá tại bay ra ngoài lập tức hắn kiếm sắc trĩ cũng cơ hồ gọt chặt đứt lương phi tuyết một ngón tay chiến đấu tạm thời đình chỉ lương phi tuyết trong đôi mắt huyết quang như trước bất quá tự hồ nhiều hơn một điểm một chút nghi hoặc, thân thể có thể có thể địa cảm thấy chính mình thể lực trôi qua, cái này lúc trước mỗi một lần ở vào loại trạng thái này thời điểm, tuyệt đối vô pháp cảm nhận được kỳ quái tình huống. Hắn toàn thân nhiều hơn tất cả lớn nhỏ hơn 20 cái miệng vết thương, bất quá căng cứng giống như sắt thép giống nhau cơ nhục, khóa lại mạch máu, không có máu tươi thấm đi ra. Đối diện, đinh hạo thon dài thân hình, giống như ném lao giống nhau sừng sững tại trên lôi đài chỉ là so sánh với Lương Phi Tuyết, tình huống của hắn thảm hại hơn. Một bộ thanh sam đã muốn triệt để nghiền nát, toàn thân cao thấp đều là tất cả lớn nhỏ miệng vết thương, đều thấm ra máu tươi, lại bị hắn dùng băng tuyết hàng khí phong bế miệng vết thương, để tránh mất máu quá nhiều mất đi sức chiến đấu. Từ xa nhìn lại, giống như là toàn tầng một Ngân Trung Thấu Hồng chiến giáp giống nhau. Lúc này, mọi người mới phát hiện Đinh Hạo vết thương trên người rõ ràng có nhiều như vậy, nhìn không được phát ra khó có thể ngăn chặn kinh hô. Trời ạ, à, chỉ sợ có hơn 100 cái miệng vết thương. Eo, nhìn cái vết thương kia đi, hơi kém xé toan phủ tạng. Thật là đáng sợ. Đều như vậy, còn muốn chiến đấu sao? Tải chiến xuống dưới, gặp người chết. Trọng tài quan vì cái gì không ngăn lại như vậy trận đấu, quá huyết tinh rồi, quá giả mang rồi, đây là luận võ, không phải giác đấu. Vì cái gì, đinh hạo sư huynh hắn vì cái gì không thi triển cái kia nhất thức kiếm thuật. Lương Phi Tuyết nhất định vô pháp đột phá cái kia nhất thức kiếm thuật, hắn cũng không cần thụ nghiêm trọng như vậy bị thương. Những kia ngưỡng mộ Đinh Hạo các nữ đệ tử, có chút đã muốn trong mắt chứa đựng ống ánh nước mắt nhi, không đành lòng chứng kiến vị này đại chúng tình nhân thê thảm như thế bộ dáng, thậm chí hô to Đinh Hạo danh tự, khuyên hắn buông tha cho được rồi. Ta là tới chiến đấu, không phải tới biểu diễn, chiến đấu sao có thể không thấy máu? Không trải qua bão táp, như thế nào thấy cầu vồng? muốn trở thành cường giả nhất định phải kinh nghiệm máu và lửa tẩy lễ vẫn kiếm tông đệ tử liền không nên sợ bị thương nói năng có khí phách lời mà nói như là tại trả lời dưới đài các đệ tử nghi vấn khi hắn quyết định không thi triển đóng cửa từ chối tiếp khách kiếm thức thời điểm cũng đã ngờ tới như có như vậy gian khổ cục diện nhưng là hắn không hối hận coi như là bị đánh hạ lôi đài cũng không hối hận nhất định muốn thắng lợi đẹp đẽ lý mục vân kiêu ngạo cũng đau nhói đinh hạo kiêu ngạo đinh hạo hắc phát phi vũ phóng khoáng vô song cười ha ha trở tay kéo xuống dính tại trên thân thể nghiền nát thanh sam trên thân to lớn hình dọc nước cơ nhục tại tịch dương cuối cùng một tia ánh chiều tà bên trong hiển lộ lấy không gì sánh kịp thị giác xung lượng cùng điêu khắc giống nhau mỹ cảm mà cái kia tất cả lớn nhỏ thấm lấy máu tươi vết sẹo lại càng tăng thêm loại này thị giác lực trung động các nam đệ tử liền chính là ngơ ngác nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo nói chuyện, xé quần áo cái này trong nháy mắt, có một loại những cái kia hung hăng địa đụng chạm lấy bộ ngực của bọn hắn, đốt lên bọn hắn nhiệt huyết. Đúng vậy a, à, chúng ta tới Vấn Kiếm Tông là muốn biến thành cường giả, mà không phải đến chơi đùa. Muốn trở thành cường giả, nhất định phải kinh nghiệm máu và lửa tẩy lễ. Không trải qua bão táp, như thế nào thấy cầu vồng? Những lời này là nhập tông trước kia nhập tông về sau thậm chí cả mấy ngày nay trong thời gian mỗi người đều ngừng vô số lần cũng lặng lẽ đối với chính mình nói vô số lần lời mà nói nhưng là giờ phút này theo đầy người vết sẹo tử chiến không đi đinh hạo trong miệng nói ra lại triệt để chấn động bọn hắn để cho bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ chính mình những cái này ký danh đệ tử bọn hắn trước kia bị đều tự gia tộc bảo vệ vô cùng tốt chưa bao giờ trải qua như thế tàn khốc một mặt cũng không ý thức được tiến vào vấn kiếm tông bọn hắn còn nghĩ gặp phải đây càng gia tăng tàn khốc đào thải cùng chọn lựa cơ chế hôm nay một màn này xem như cho bọn hắn lên đệ nhất khóa trong đám người lý lan có chút ngây ngốc nhìn xem cái kia thon dài to lớn đổ máu thân hình nghĩ đến chiến đấu một lúc mới bắt đầu đinh hạo nói qua ngươi có ngươi có kiêu ngạo ta có lý do của ta chiến thắng lý lan sư huynh chẳng qua là ngươi may mắn lời mà nói cái này giả tâm bừng bừng âm nhu thiếu niên con người ở chỗ sâu trong hiện lên một tia chưa bao giờ có sắc thái, lóe lên rồi biến mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Đến đây đi, tái chiến. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lý Tàng Dương, Tiêu Thừa Tuyên, Phương Thiên Dực, Lâm Tính, nhằm tiêu giao cùng với những kia thua ở Đinh Hạo trong tay tất cả viện tuyển thủ ở bên trong, trong nháy mắt này sinh ra ý niệm trong đầu, chỉ có một, ta không bằng Đinh Hạo. Tiểu Lạc Tiêu Lý y nhược như là bị sét đánh đồng dạng ngơ ngác địa đứng yên tại chỗ. Trong đầu của nàng bên trong, không tự chủ được địa có hiện lên ban đầu ở bên tẩy kiếm trì, tên hỗn đảng này lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị địa quát lớn chính mình tràn diện, tuy nhiên nàng phi thường không muốn thừa nhận, cùng trước mắt tên hỗn đảng này so với dĩ vãng những kia cười theo nịnh bợ chính mình bày ra cái gọi là nam tử hán phong phạm cái gọi là thiên tài các thiếu niên thật là nhược bạo bạch sam trung viện thất nghĩa minh các huynh đệ đột nhiên có chút lo lắng lương phi tuyết gặp được phiền toái mà lý mục vân trong đôi mắt cũng nhiều hơn một phần khác sắc thái xa hơn nơi cái kia chỉ có tại đinh hạo trận đấu thời điểm mới xuất hiện phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp một đôi mỹ lệ con ngươi chăm chú nhìn đinh hạo nửa người trên thân thể phóng xuất ra nhu hòa quan mang có như vậy mấy lần nàng đều mơ tưởng xông ra giúp trợ đinh hạo lý trí rồi lại làm cho nàng khắc chế xuống dưới đinh hạo đem nghiền nát huyết sắc thanh sam toàn bộ đều quấn ở cái hông của mình trên người vô số nhỏ vụn miệng vết thương lại để cho hắn thể lực tại phi tóc địa trôi qua may mắn đao kiếm sông thánh thể vốn là cường hãng vô cùng huyết mạch thể chất tuy nhiên còn chưa triệt để mở ra nhưng là tại cường độ phương diện đinh hạo cũng đã khó khăn lắm so sánh tam khiếu vũ đồ cảnh hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình khôi phục năng lực, cũng phi thường biến thái, một ít thiển một điểm miệng vết thương, lúc này đã muốn khôi phục chỉ còn lại có một cái nhàn nhạt hồng tuyến. Trận chiến đấu này, không thể nghi ngờ là Đinh Hạo đối mặt qua gian khổ nhất chiến đấu. Từ xuyên việc đến nay, định tốt còn là lần đầu tiên như thế nghiêm trọng địa bị thương, lâm vào cơ hội nhìn không tới quan minh khổ chiến. Cùng Lý Mục Vân chiến đấu tràn đầy thoải mái, mà trận chiến đấu này thì là trắng trợn tàn khốc. Bất quá cũng bởi vì như thế, Đinh Hạo lấy được ít tương đối khá. Mặc kệ kiếm thuật của hắn Thiên Phú đến cỡ nào yêu nghiệt, nhưng là chân chính tuyệt thế kiếm khách, đều là theo trong chiến đấu tích lũy cùng thăng hoa ra tới, trải qua cùng cùng hóa về sau Lương Phi Tuyết chiến đấu, Đinh Hạo đối với kiếm giải thích, đối với chiến đấu tiết tấu nắm chắc, đối với chiến đấu trực giác tăng lên, đều dùng phi giống nhau tốc độ tăng trưởng. Hơn nữa hắn đối với ở thể nội phong tuyết huyền khí điều khiển cùng giải thích, cũng đang nhanh chóng làm sâu sắc. Đến đây đi, tái chiến A. Đinh Hạo vận chuyển huyền khí, một đầu hát phát tại trong gió đêm cuồng vũ, sải bước địa chủ động phóng ra, phóng khoáng vô sông. Lương Phi Tuyết thân thể cảm nhận được uy hiếp, bản năng rống giận, trong đôi mắt màu hồng đỏ thẩm quan diễm nổ bắn ra, văng về thân nghênh tiếp. So với trước càng thêm tàn khốc tàn nhẫn trận đấu, lại một lần nữa trình diễn máu tươi vẩy ra, rống giận liên tục. Kiếm quan giống như trường hồng, gào thét phá không. Tứ chi lợi trảo giống như chiến chu y búa rìu, nặng nề đánh. Máu tươi rốt cục phá khai rồi hàng khí phong tỏa, theo trong vết thương chảy ra, theo đinh hào cánh tay thủ đoạn bàn tay, chảy đến cái kia vết tích gỉ loan lỗ trường kiếm thượng, một chút một chút địa tràn ngập tại kiếm sắc trị cái kia loan lỗ trong khe hở, lại để cho từng này thiêu hỏa côn đồng dạng trường kiếm, trở nên càng thêm đỏ tươi kiếm sắc trĩ, tràn ngập máu tươi. Máu tươi, lại theo trường kiếm múa, huy sái tại trường không. Đinh Hạo đã muốn đắm chìm tại điên cuồng trong chiến đấu. Hắn vô pháp giải thích vì cái gì làm làm một người kiếp trước bình thường học sinh cấp 3, chính mình tại thời khắc này như thế điên cuồng mà chiến đấu, trước cả đời linh hồn cùng cả đời này huyết mạch dung hợp, phát ra từ linh hồn cùng cốt tuổi mạo hiểm cùng chiến đấu thừa số bị kích phát. Thế cho nên hắn đều không có phát hiện theo máu tươi của mình sũng nước, trong tay thiêu hỏa côn đồng dạng kiếm sắc trĩ, chính đang tiến hành lấy nào đó kinh người thuế biến. Từng khối tồn tại ngàn năm giống nhau vết gỉ, phản phất là bị máu tươi thẩm thấu hòa tan giống nhau, theo loan lỗ thân kiếm tróc ra ra, phi vũ đến không trung. Lôi đài người chung quanh cũng không có chú ý tới cái này một màn quỷ dị, bọn hắn đều cho rằng đó là đinh hạo máu tươi tại vẫy ra. Chiến đấu vẫn còn điên cuồng mà tiếp tục. Đinh Hạo đã muốn triệt để kích phát tiềm năng của mình. Băng tuyết huyền khí tàn sát bừa bãi, làm cho cả lôi đài biểu hiện ra hiện đầy ngón tay thô tầng băng, bóng loáng vô cùng, mà thấu xương kia hàng khí, dùng lôi đài làm trung tâm, phản phất là muốn đông lại hết thảy giống nhau. Siêu thần đợi biến dị huyền khí, ở phía sau, rốt cục phát huy ra phù hợp siêu thần đợi định nghĩa uy lực. Dần dần địa, bị lực lượng thần bí chi phối lấy cùng hóa lương phi tuyết, tốc độ cùng lực lượng, đều không giống như là ngay từ đầu nhanh như vậy bởi vì tầng băng bao trùm mặt đất lại để cho hắn cao tốc di động trở nên gian nan bắt đầu đứng dậy nhiều lần hơi kém trượt đến mà cái kia vô khổng bất nhập hàng khí theo hắn vết thương trên người dần dần tăng nhiều theo miệng vết thương khe hở từng điểm từng điểm địa xâm nhập đến hắn trong thân thể lại để cho cái này kẻ có được khủng bố lực lượng thân thể cơ năng cũng bắt đầu trở nên chậm chạp bắt đầu đứng dậy Lương Phi Tuyết cái kia đã muốn không bị lý trí chỗ chi phối con ngươi, vẻ nghi hoặc càng ngày càng nghiêm trọng. Đây là thân thể bản năng tại nghi hoặc, vì cái gì quay mắt về phía một cái thực lực xa xa thấp tại đối thủ của mình, chính mình hồi chiến đấu như vậy gian nan, còn dần dần có đang ở hạ phong nguy hiểm. Lúc này, bốn phía đang xem cuộc chiến người, cũng nhạy cảm phát hiện điểm này. Nhưng mà ở phía sau, một mực chiếm cứ cái này thường phong lương phi tuyết, thiên cân nặng đột nhiên một cái lão đảo, Đinh Hạo làm sao sẽ buông tha như vậy rõ ràng sơ hở, không chút do dự, lập tức văng về thân trên xuống, kiếm sát trĩ gào thét, chiếm cứ trên nước, triệt để áp chế đối thủ. Bang 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 bang. Liên tiếp bạo liệt tiếng va đập bên trong, lương phi tuyết sau khi cuồng hóa thân hình khổng lồ, đột nhiên bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà nện trên mặt đất, băng tuyết vẫy ra, nếu không trong lúc vội vã một trảo cắm vào mặt đất dừng lại, cơ hồ trượt xuống lôi đài. Lương phi tuyết phải thua hàng khí đinh hạo sư huynh kiên trì nhận được rồi hồi báo cái này là biến dị phong tuyết băng xương huyền khí đáng sợ sao vô thanh vô tức giảm xuống đối thủ thân thể cơ năng cùng tốc độ phản ứng lương phi tuyết trong cơ thể lực lượng thần bí vô pháp chống cự đinh sư huynh biến dị huyền khí nhìn ra mánh khóe ký danh đệ tử có người hưng phấn mà hô to lên không biết vì cái gì trận đấu tiến hành đến bây giờ mọi người lực trường cơ hồ thiên về một bên địa có khuynh hướng đinh hạo thắng được trận đấu này. Dùng hai khiếu vũ đồ cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, cùng một vị tứ khiếu vũ đồ cảnh đối thủ chiến đấu thời gian dài như vậy, toàn thân bị chế mấy trăm miệng vết thương, vẫn tử chiến bất khuất, như vậy một thiếu niên, phối thượng lúc này đây ngũ viện đại bỉ đệ nhất. Tuyệt đối xứng đôi. Bạch Sam Trung viện đại bộ phận đệ tử đều trầm mặt, chỉ có thất nghĩa minh chúng huynh đệ trong ánh mắt, bắt đầu khởi động lấy nôn nóng cảm xúc bọn hắn tuy nhiên cũng ẩn ẩn đối với Đinh Hạo cảm thấy bội phục, nhưng lại tuyệt đối không hy vọng thua chính là cái kia người, là bọn hắn nhị ca. Trên lôi đài, Cung Hóa Lương Phi Tuyết phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. cái này tiếng gầm ở bên trong, ẩn chứa khó có thể ức chế thống khổ. lượng lờ tại trên người hắn hồng sắc quan diễm trở nên càng thêm nồng đậm bắt đầu đứng dậy, hai con mắt như là bị huyết thủy sủng nước giống nhau, vốn là bành trướng thân thể cao lớn tự hồ có tiếng thêm một bước bành trướng xu thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Ngũ viện đệ nhất trèo lên đỉnh phong Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tùy theo mang đến là lực lượng khí thế phương diện kéo lên. Trong nháy mắt liền từ tứ khiếu vũ đồ cảnh trung cấp nhảy lên tới đỉnh phong, thậm chí vẫn còn tiếp tục đề cao, có siêu việt ngũ khiếu vũ đồ cảnh xu thế. Lão nhị, không thể. Phía dưới trong đám người, một mực tỉnh táo lý mục vân sắc mặt đại biến, làm như nghĩ tới điều gì, thân hình lập lòe, liều lĩnh địa hướng phía trên lôi đài phóng đi. Cũng tại cùng một thời gian, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, một người khác đã muốn xuất hiện ở trên lôi đài. Là một mực yên tĩnh địa ngồi ở xem lễ trên đài hạch tâm chân truyền đệ tử lãnh nhất toàn. Một bộ bạch sắc áo dài hắn, quỷ mị giống nhau xuất hiện ở lôi đài, một tay khoác lên cuồng bạo bên trong lương phi tuyết đầu vai. Cũng chưa thấy lạnh nhất toàn như thế nào động tác, lại chỉ thấy nguyên vốn đã nhảy lên tới ngũ khiếu trải qua sơ đoạn lương phi tuyết, không hề dãy dù chi lực, lập tức bị tiếp xúc cuồng hóa trạng thái, bành trướng thân hình cũng rút nhỏ xuống dưới, huyết sắc quan diễm biến mất, trong đôi mắt huyết thủy cũng rút đi, cả người khí tức, một lần nữa hạ xuống tam khiếu vũ đồ cảnh rời khỏi cùng hóa trạng thái lương phi tuyết thân hình mềm nhũng giống như thoát lực giống nhau ngất đi lúc này lý mục vân cũng đã nhảy lên lôi đài trước tiên đỡ chính mình nhị đệ rất nhanh thất nghĩa minh còn lại năm vị huynh đệ cũng nhảy lên lôi đài đem lương phi tuyết nặng nề bảo trụ tại ở giữa nhất đa tạ vị này sư thúc xuất thủ cứu giúp lý mục vân bọn người cung kính địa hướng phía lãnh nhất toàn hành lễ quá miễn cưỡng đang tìm đến biện pháp giải quyết trước kia tận lực lại để cho hắn thiếu vận dụng loại lực lượng này, nếu không, hắn sống không quá 18 tuổi. Lãnh nhất toàn hơi tiếc hận nhìn xem trong hôn mê lương phi tuyết, lại nói. Trận này luận võ, bạch sam trung viện thua, các ngươi lui ra đi. Thì, vâng. Lý Mục Vân bọn người không thể không tiếp nhận sát vũ trận chung kết kết cục, mang theo lương phi tuyết thối xuống lôi đài. Không nghĩ tới, Đinh Hạo lại có thể đem lương phi tuyết bước đến loại trình độ này xoát xoát xoát. Nhân ảnh lập lòe, chủ trì lần này ký danh đệ tử ngũ viện đại bỉ ba vị tam đại chân truyền đệ tử, xuất hiện ở trên lôi đài. Dũng Nhất Phi cùng lỗ kỳ sắc mặt rất khó nhìn, bọn hắn thua trận ván bài, suy nghĩ một chút muốn mất đi vài kiện đồ vật, trong nội tâm không khỏi một hồi đau lòng. Trình Phi nhưng lại mặt mày hớn hở, không đợi lôi đài trọng tài quan tuyên bố, đi vào đinh hạo bên người, giơ lên tay trái của hắn, vượt lên trước lớn tiếng nói, ta tuyên bố, đạt được lần này ngũ viện đại bỉ đệ nhất nhân vinh diệu chính là Thanh Sam Đông Viện, Đinh Hạo. Lôi chung quanh đài, vẫn còn như lũ quét bộc phát, lại như núi lửa dâng lên, vang lên một mảnh tiếng sấm liên tục loại tiếng hoang hô. Nhất là Thanh Sam Đông Viện các đệ tử, lại càng hưng phấn mà ông cùng một chỗ, hoang hô tung tăng như chim sẻ, nếu như không phải trên lôi đài còn có bốn vị sư thúc cấp nhân vật, chỉ sợ bọn họ đã sớm cùng trước kia mỗi một lần đồng dạng không thể chờ đợi được địa sông đi lên, đem Đinh Hạo dơ lên vứt hướng lên bầu trời. Trên lôi đài, Đinh Hạo thần kinh rốt cục lỏng xuống dưới. Rốt cục. Thắng lợi rồi. Kế tiếp hết thảy, như trước mọi người đoán trước cái kia dạng, Đinh Hạo nhận được rồi ngũ viện đại bỉ đệ nhất danh vinh diệu. Cái này cũng khiến cho hắn tại hơn 2.000 tên ký danh đệ tử bên trong bài danh, phi tốc kéo lên, theo trước kia 100 tên, hỏa tiễn loại nhảy lên lên tới thứ 21 tên tại đinh hạo phía trên, chỉ có cái kia 20 tên thần bí tuyệt thế thiên tài, huyết mạch chiến sĩ. Từ hôm nay trở đi, đinh hạo quan sát năm viện, trở thành đã muốn hiển lộ tính danh ký danh đệ tử đệ nhất nhân. Tại ngũ viện đại Bỉ trước kia, ai vậy cũng không nghĩ ra một cái kết quả. Đại nhiệt môn Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, Lữ Cuồng, Lý Lan bọn người, cuối cùng nhất trước sau gãy kích, cái này là võ đạo chi lộ tàn khốc, mặc kệ ngươi như thế nào thanh danh hiển hách, mặc kệ ngươi như thế nào cường đại vô địch, cuối cùng nhất, chỉ có cuối cùng nhất đứng chính là cái kia người, mới là người thắng sau cùng, xứng đôi tiên hoa cùng tiếng vỗ tay. Mà sự thất bại ấy, lấy được ngoại trừ đồng tình, không có còn lại. Bởi vì Đinh Hạo trổ hết tài năng kinh diễm biểu hiện, còn có Lý Lan cố gắng, Thanh Sam Đông Viện lần này ngũ viện đại bỉ bên trong, nhất cử đánh bại Thanh Sam Đông Viện, năm viện yếu nhất miệt xưng, gần với Bạch Sam Trung Viện, Tại đoàn đội điểm tích lũy thường ở vào vị thứ hai Tiếp theo là cống hiến lâm tính cùng nhâm tiêu giao cái này một đôi tổ hợp hoàng sam bắc viện Lần nữa là vốn là đại nhiệt tử sam nam viện Cuối cùng mới là nhất đoàn vùng cát, gãy kích chìm các hồng sam tây viện Như vậy cuối cùng nhất đoàn thể bài danh, ý nghĩa bắt đầu từ ngày mai mãi cho đến cuối tháng Bạch sam trung viện đem có thể nhận được vấn kiếm tông lớn nhất hạn độ các loại tu luyện tài nguyên cung ứng Thanh sam đông viện tiếp theo Hồng Sam Tây Viện liền thảm nhất, bọn hắn lấy được tu luyện tài nguyên cung ứng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hàng ngày tu luyện. Cái này là vấn kiếm tông cạnh tranh kích thích sách lược. Mà thân là ngũ viện đại bỉ đệ nhất nhân Đinh Hạo, đem nhận được phong phú ban thưởng. Ngoại trừ ước định khi trước một quả tụ huyền đan, mười môn phái điểm cống hiến cùng lần thứ nhất tiến vào tông môn giấu kiếm đường vũ khố chọn lựa huyền công vũ kỹ cơ hội bên ngoài, Đinh Hạo còn chiếm được đoán trước bên ngoài hai kiện lễ vật. Ha ha, Đinh Hạo, đây là chúng ta ba người trong lúc đó dùng ngươi vì nội dung tiến hành một cái tiểu đổ rót tặng thưởng, một quả hư không giới thạch cùng một thanh bách luyện lợi nhận Long văn hỏa diễm đao, cùng ta tác dụng không lớn, không bằng mượn hoa hiến phật, đều cho ngươi cho rằng là lễ vật a, à. chúc mừng ngươi. Trình Phi tâm tình thoải mái, đem theo dưỡng nhất phi cùng lỗ kỳ trong tay nghênh đón hư không giới thạch cùng huyết sắc trường đao, thuận tay đều ban cho Đinh Hạo. Đa tạ Trình sư thúc. Đinh Hạo mặc dù không biết hư không giới thạch là cái gì ngoạn ý chơi đùa, cũng không biết cái này huyết sắc trường đao dịu dụng, nhưng là có thể được tam đại chân truyền đệ tử cho rằng là bảo vật tiến hành tiền đặt cược mấy cái gì đó, tất nhiên giá trị xa xỉ, đã đưa tới cửa đến rồi, đương nhiên không muốn cự tuyệt, cung kính địa cảm tạ một phen, thu xuống dưới. Húng hồ Đinh Hạo trong khi tu luyện đang điền sáu kỳ kinh, đi chính là đao pháp huyền khí đường đi, chui, này đao bán tương không tệ, vừa vặn có thể sử dụng thượng như vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh làm vẻ ta đây lại để cho âm thầm quan sát lãnh nhất toàn cũng khẽ gật đầu trình phi tất nhiên là thời gian cao hứng cảm thấy đinh hạo tên tiểu tử này biết làm người cho đủ chính mình mặt mũi không hổ là chẳng trách vật vứt bỏ thanh sam xem người trên tuyển đối với đinh hạo lại cao xem vài phần hắn trước mặt nhiều người như vậy tử đưa cho đinh hạo lễ trọng chính là vì gần hơn cùng đinh hạo quan hệ trong đó nói không chừng về sau sẽ có đại tác dụng đây này Ngược lại dưỡng Nhất Phi cùng Lỗ Kỳ hai người sắc mặt, đã có thể không thế nào dễ nhìn, bọn hắn hận Trình Phi, thuận tiện lấy ngay Đinh Hạo cũng hận lên. Hai người ánh mắt lập lòe, trong nội tâm tại tính toán cái gì, không có ai biết. Ngũ viện đại bị cứ như vậy đầu voi đuôi chuột địa đã xong. Thời khắc cuối cùng trao giải quá trình, lại để cho Tôn Phi cảm giác mình hoảng hốt trong lúc đó lại nhớ tới kiếp trước trên địa cầu, thời trung học mỗi một lần thi giữa kỳ thử về sau, trường học tổ chức ban thưởng đại hội, đạt được thứ tự người, lên một lượt đi nhận lấy đều tự phần thưởng, đại bỉ, thi đấu, cá nhân bài danh top 10 cùng đoàn thể bài danh tiền tam, đều có một chút ban thưởng. Thanh Sam Đông Viện Tổng giáo Tập Phúc Hắc Nam Vương tuyệt phong nhất trương lạc tai hồ mặt, cười còn giống là bị người giẫm một cước hoa nhi đồng dạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 tặng dược kiếm sắc trị biến hóa bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com a à, nhất định là ảo giác thanh sam đông viện vậy mà ra cái đại bỉ thi đấu đệ nhất đoàn thể vài phần vậy mà năm viện thứ hai ân ừ, nhất định là vận khí lần sau các ngươi bọn này thằng nhóc nhưng liền cũng không vận tốt như vậy phúc hắc nam vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười địa đạo lập tức tính cả đinh hạo ở bên trong tất cả thanh sam đông viện đệ tử hận không thể lập tức tiến lên đem cái thói quen này tại kéo thù hận gia hỏa đánh như tử. Bởi vì Đinh Hạo tại trong trận chung kết bị thương không nhẹ, cho nên khi muộn thanh sam đông viện các đệ tử, cũng không có tổ chức đại hội ăn mừng, do Vương Tiểu Thất cùng Trương Phạm hai người, viện Đinh Hạo phản hồi số 8 đại viện tu dưỡng. Trên đường đi, Đinh Hạo đụng phải không ít người, đưa lên chúc mừng. Trong đó có bên tẩy kiếm trì gặp mặt một lần, lão bằng hữu, tiêu thừa tuyên, lý tàn dương bọn người. Bất quá, Đinh Hạo không nghĩ tới chính là, kiêu ngạo tiểu lạc tiêu lý y nhược cũng đi theo biểu ca đến rồi, như cũ là một bộ vên váo hung hăng bộ dạng, liếc mắt nhìn nhìn người, không nói gì thêm. Đinh Hạo cảm thấy nha đầu kia hẳn là tiếc núi mình ở trong trận chung kết không có bị lương phi tuyết đánh cho bị dày vò. Tại số 8 đại cửa sân, Đinh Hạo vừa lại kinh ngạc địa gặp đợi đợi ở chỗ này Lý Lan. Vị này giả tâm bừng bừng âm nhu thiếu niên, mặt không biểu tình địa kín đáo đưa cho Đinh Hạo một lọ thấm lấy mùi thơm bình ngọc, nói. Thuốc chữa thương, muốn cùng ta cạnh tranh viện thủ vị, trước hết dưỡng tốt thương thế của ngươi, ta cũng không muốn cùng một cái nữa tàn phế cái gì tranh đoạt. Nói xong, phiêu nhiên rời đi. Đinh Hạo nhìn xem trong tay màu xanh bình ngọc, lắc đầu khẽ cười cười. Cái này Lý Lan, rất có ý tứ. Đinh Hạo đột nhiên cảm thấy cái này lạnh như băng âm nhu thiếu niên, có người khác khó có thể chú ý tới đáng yêu trong lúc này là vật gì không phải là độc dược a à? vương tiểu thất rất là hoài nghi địa nhìn xem bình ngọc nhắc nhở đinh sư huynh tiểu tử này một mực ngoài sáng ngầm đều ở cùng ngươi đấu chú ý hắn tính kế ngươi a à? trương phàm sâu chấp nhận gật đầu đinh hạo cười cho bọn hắn một người một quyền hai người các ngươi mò mẫm nghĩ gì thế ba người tiến vào đến trong sân Vương Tiểu Thất cười hì hì móc ra một tờ kim phiếu, đưa cho Đinh Hạo, nói. Đinh Sư Huynh, những cái này là của ngươi. Cái gì? Vẫn kiếm tông chứng thực kim phiếu. Bốn vạn lượng. Đinh Hạo sợ hãi kêu lên một cái. Nhiều như vậy, cho ta làm gì vậy? Hắc hắc, Trương Phàm, ngươi tới cho Đinh Sư Huynh nói nói. Vương Tiểu Thất nháy mắt ra hiệu địa đạo. Trương Phàm vội vàng cẩn thận từng ly từng tí, rõ ràng rành mạch địa đem kim phiếu nơi phát ra nói một lần, cuối cùng lại nói. Đinh sư huynh, ngươi liền thu lấy A, à, tiểu thất cũng là nhất phiến hảo tâm, hôm nay ngươi lên tới ngũ viện đại bị thứ nhất, về sau liền thành bảo táp trung tâm, cần đại lượng tài nguyên đến tu luyện, đều muốn dùng tiền đây này. Đinh hạo nắm bắt kim phiếu, nhìn nhìn vương tiểu thất, lại nhìn xem trương phàm, suy nghĩ một lát, gật đầu cười nói. Tốt, cái này kim phiếu, ta nhận. Cũng, thật tốt quá. Vương Tiểu Thất cùng Trương Phạm đều hưng phấn mà nhảy dựng lên, treo lấy tâm cuối cùng là quay trở về tới trong bụng. Bọn hắn sợ Đinh Hạo hội cự tuyệt, hiện tại là tốt rồi, cái này đủ để nói rõ, Đinh Sư Huynh thật sự đem mình hai người cho rằng Huynh để đồng dạng đến đối đãi. Trở lại chính mình số một trong phòng, ánh trăng theo cửa sổ Linh chiếu vào, vô cùng u tĩnh. Đinh Hạo đem phần thưởng, hư không giới thạch cùng huyết sắc trường đao phóng ở trong nhà tồn tại tốt, cũng không có trước tiên xem xét mà là trở lại bên ngoài sảnh, bắt đầu nguyên chuyển huyền khí, trị liệu thương thế trên người. Trải qua trận này thảm thiết chiến đấu, đinh Hạo trên người tất cả lớn nhỏ hơn 100 cái miệng vết thương, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là ngoại trừ khuôn mặt nguyên vẹn bên ngoài, địa phương khác quả thực như là bị chôn quả một bên, mặc dù có đao kiếm song thánh thể thể chất tự động khôi phục, nhưng là còn cần hảo hảo liệu dưỡng một phen. Giải trừ trên người quần áo Đinh Hạo toàn thân địa bó gối ngồi ở đại sảnh trên bồ đoàn. Không nghĩ tới, tiểu đinh tử ngươi chiến đấu khi đứng dậy, cũng có một ít đàn ông sao? Kiếm tổ tiện hề hề thanh âm xuất hiện trong đầu. Đao tổ không cam lòng yếu thế địa đạo. Không tệ, hắc hắc, cường kiện cơ ngực, sáu khối phiền muộn rõ ràng cơ bụng, hắc hắc, lão nương ta đều nhanh động tâm rồi a. À. Đinh Hạo bị đùa giỡn dở khóc dở cười thật sự là cầm cái này hai cái lão tổ tông kẻ dở hơi bối không có biện pháp, chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt không để ý tới hai người, bắt đầu trị liệu chính mình bên ngoài thân thương thế. Tại vận công trước kia, Đinh Hạo lấy ra Lý Lan tặng cho màu xanh bình ngọc, vẹt ra nắp bình, một cổ nhàn nhạt mùi thơm lập tức tràn ngập tại cả cái gian phòng ở phía trong, Đinh Hạo hít một hơi thơm như vậy khí, đã cảm thấy từng đợt sảng khoái tinh thần. Xem ra chai này cái gọi là thuốc chữa thương tuyệt đối giá trị xa xỉ đây này. Bình ngọc chỉ có nửa bàn tay đại, ống ánh mượt mà, dưới ánh trăng phản xạ sáng bóng, chạm trổ phi thường tinh tế, tính chất vì hiếm thấy thượng đẳng thanh sương ngọc, có thể trình độ lớn nhất lính bảo an địa phương hộ dược lực không phát huy, bên trong lấy một hoàng ngọc sắc chất lỏng, ống ánh sáng long lanh, uyển như quỳnh tương giống nhau. Đinh Hạo đem chất lỏng đổ ra một ít, chà lau tại bên ngoài thân trên vết thương lập tức một hồi thanh lương sảng khoái tê dại cảm giác truyền đến, tại băng tuyết huyền khí thúc dục phối hợp phía dưới, miệng vết thương cơ hồ là tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại chậm chạp địa khôi phục lấy, trước kia đau đớn cảm giác lập tức biến mất. Không chịu thua kém dược lực. Đinh Hạo giờ mới hiểu được, Lý Lan ra tay có nhiều hơn phương, cho mình chai này những cái kia, tuyệt đối là hiếm thấy chữa thương linh dược, ngàn vàng khó mua. Nghĩ tới đây, Đinh Hạo đã có thể không nỡ tiếp tục sử dụng chai này cứu mạng chất lỏng rồi, dù sao hiện tại thù chỉ là bị thương ngoài da, tại huyền khí cùng đao kiếm song thánh thể tự lành năng lực phía dưới, rất nhanh liền có thể khôi phục, không cần phải. Nửa lãng phí cao quý như vậy Linh Dược, nói không chừng về sau còn sẽ có còn lại càng thêm trọng yếu công dụng đây này. Thu hồi bình ngọc, Đinh Hạo vận chuyển hạ đang điện băng tuyết gian nan vất vả huyền khí, tại thủ thiếu âm đệ nhất trải qua thông đạo cùng trước hai cái huyệt khiếu bên trong, chậm chạp đều đặn nhanh chóng địa vận chuyển trải qua liên tục ba ngày chiến đấu đinh hạo huyền khí cảnh giới tuy nhiên chưa từng ánh mắt chất đột phá nhưng là đối với huyền khí vận dụng nắm chắc cùng điều khiển cũng đã siêu việt trước kia mấy lần đến một cái tiệm cảnh giới mới băng tuyết huyền khí tại kinh mạch trong thông đạo kích động thần biển cùng mệnh tuyền hai đại huyệt khiếu ống ánh nhuận như ngọc giống như tinh thần giống nhau thâm thúy thần bí ẩn chứa kỳ dị lực lượng ẩn ẩn có hào quang nhập vào cơ thể ra đây là hai khiếu vũ đồ cảnh đỉnh phong dấu hiệu. Kế tiếp, Đinh Hạo muốn trong khi tu luyện đang điền sáu kỳ kinh đao pháp huyền khí, thực hiện đao pháp huyền khí tiến vào hai khiếu vũ đồ cảnh, mới có thể tiếp tục đẩy mạnh thủ thiếu âm đệ nhất trải qua tiến vào tam khiếu vũ đồ cảnh. Đúng lúc này, Đinh Hạo đột nhiên chú ý tới một cái hiện tượng kỳ quái. Ân, chuyện gì xảy ra? Kiếm sắc trĩ rõ ràng biến hóa. Vết dĩ tróc ra rồi cái này là chuyện khi nào tình. Một đám ánh sáng âm u ấn bắn vào nhập tôn phi mi mắt, hắn kinh ngạc phát hiện, vốn là vết tích gỉ loan lỗ kiếm mẻ, không biết lúc nào, tầng ngoài đại bộ phận vết gỉ rõ ràng đã muốn ly kỳ tróc ra, lộ ra một bộ phận hàng xương tắm lụa giống nhau sáng ngời kiếm nhận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 tàn kiếm đường vũ khố bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com thân kiếm lộ ra giống như tấm gương giống nhau phản xạ sáng trong nguyệt quang làm cho cả trước nhà đá sẵn đều tràn ngập tại một loại thu thủy loại quan huy ở bên trong lóng lánh chạy bất định kiếm sắc rỉ biến hóa đinh hạo nhớ tới thanh y quái khách nói qua lời mà nói lập tức minh bạch cái gì thân thủ đã nắm kiếm sắc rỉ cẩn thận quan sát khỏa thân lộ ra sáng ngời thân kiếm chân nhẫn vô cùng không thấy chút nào tuế nguyệt ăn mòn dấu vết, phản phất vừa chế tạo mà thành giống nhau, trong vắt giống nhau thân kiếm, rõ ràng địa cái bóng ra đinh hạo mặt. Chẳng lẽ cái này kiếm sát trĩ, thật đúng là cất dấu nào đó bí mật, nhưng thật ra là cái bảo bối. Đinh hạo trong nội tâm một hồi kinh hỉ. Duy nhất đáng tiếc chính là, thân kiếm vết gỉ cũng không hoàn toàn tróc ra, ước chừng còn có 2 phần 3 còn dán ở phía trên, đinh hạo thử muốn đem cái này vết gỉ lấy xuống đáng tiếc sử dụng hết thảy biện pháp, đều làm không được. Hắc hắc, tiểu đinh tử, buông tha đi, thanh kiếm này vết nghĩ cũng không phải là tùy tiện có thể kiếm rơi. Trong đầu kiếm tổ nhịn không được dương dương đắc ý địa lên tiếng. Người sớm chỉ biết thanh kiếm này bí mật. Đinh Hạo lập tức minh bạch cái gì, ta đây làm như thế nào kiếm rơi những cái này vết nghĩ đâu này. Hắc hắc, ngươi cho rằng ta lão nhân gia kiếm tổ cái này ngoại hiệu là nói không a? À thiên hạ chi kiếm kiếm thuật không một có thể trốn ra lão nhân gia ta một đôi pháp nhãn cái kia đắt tiền nhất tiểu kẻ điên có thể nhìn ra thanh kiếm này không tầm thường lão nhân gia ta chẳng lẽ nhìn không ra vậy ngươi sớm không nói đinh hạo não nói mà lại tiểu tử ngươi thực lực quá thấp sớm nói cũng không hữu dụng a à. ngươi chui này kiếm sát trĩ có chút ý tứ tại ngươi thành tựu vũ hoàng trước kia cũng đủ không cần kiếm tổ dương dương đắc ý địa khoe khoang, cuối cùng lại nói. Yên tâm đi, vết dĩ sớm muộn gì hội chính mình xóa, ngươi không cần lo lắng, chui kiếm này như bây giờ tử, đảo cũng sẽ không khiến cho một ít người chú ý, cho ngươi rước lấy tai họa, vừa vặn. Đinh Hạo sững sờ, ngẫm lại đúng là như thế. Nếu như chui kiếm này thật là bảo vật, như vậy thất phu vô tội hoại bích kỳ tội, nói không chừng sẽ có người đánh chủ ý của mình hôm nay cái này bức trách rưới bộ dáng, thật cũng không hội hấp dẫn người khác chú ý. Lại cùng kiếm tổ, đao tổ hai cái lão tổ tông câu được câu không địa hàng huyên một hồi, Đinh Hạo bắt đầu tỉnh hạ tâm lai, vận chuyển huyền khí tiếp tục chữa thương. Thời gian phi tốc mà qua. Xíu, u u. Đinh Hạo thu kiếm mà đứng, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Khoảng cách ngũ viện đại bị chấm dứt, đã qua sáu ngày thời gian cái này 6 ngày thời gian ở phía trong, Đinh Hạo một bên tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, một bên vận chuyển huyền công trị liệu thương thế, cho tới hôm nay mới thôi, rốt cục triệt để khôi phục, trên người tất cả lớn nhỏ vết sẹo đã muốn biến mất, chỉ để lại một ít nhẹ nhàng dấu đỏ, tin tưởng không được bao lâu thời gian, cũng sẽ triệt để biến mất, không muốn ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy. Ngũ viện đại bỉ dư âm, đang tại dần dần tán đi. Đám ký danh đệ tử bọn họ hàng ngày tu luyện, cũng dần dần tiến nhập quỹ đạo, Đinh Hạo không biết còn lại tứ viện tu luyện như thế nào tiến hành, nhưng là thanh sam đông viện các đệ tử, cũng tại vị kia như là phát tình đại tinh tinh đồng dạng phúc hắc nam tổng giáo tập vương tuyệt phong đốc xuất phía dưới, mỗi ngày sáng sớm Thái Dương còn chưa rời núi thời điểm, theo trong mộng đẹp làm bắt đầu đứng dậy, tiến hành các loại gian khổ rèn luyện, động chính là trường bạo, sa tử, phụ trọng các loại sống. Buổi chiều, lại sẽ có hai mảnh lớp lý thuyết. Ngoại trừ phúc hắc nam vương tuyệt phong bên ngoài, thanh sam đông viện còn có sáu vị còn lại khoa một giáo viên, truyền thụ các đệ tử kể cả đúc kiếm, trồng trọc linh dược, khắc dấu minh văn cùng với các loại trận pháp các loại còn lại tri thức. Bởi vì thanh sam đông viện tại ngũ viện đại bỉ bên trong bài danh thứ hai, bởi vậy có thể nhận được tương đối khá nhiều tu luyện tài nguyên. Từng thanh sam đông viện đệ tử mỗi ngày có thể nhận được một quả hạ phẩm thấp kém huyền khí ngọc thạch, đến hấp thu cùng rèn luyện bản thân huyền khí, cái này nếu so với lăng không tu luyện tiến cảnh mạnh rất nhiều, Mỗi người đệ tử thực lực đều ở phi tốc địa đi tới. Đinh Hạo cũng giống như đói địa hấp thu lấy cái thế giới này các loại võ đạo tri thức. Một cái thần bí đại môn đang tại chậm rãi hướng Đinh Hạo triển khai. Hôm nay, Đinh Hạo thương thế triệt để khôi phục. Hắn quyết định chạy chính mình đại bỉ thi đấu để nhất ban thưởng, đi trước vấn kiếm tông tàn kiếm đường vũ khố, đi chọn lựa thích hợp tại chính mình tu luyện huyền công vũ kỹ, đền bù chính mình ở phương diện này đoạn bản vẫn kiếm tông có rất nhiều trọng yếu chức năng chi nhánh ngành. Ví dụ như phụ trách chế tạo môn phái sử dụng vũ khí cùng khải giáp đúc kiếm đường, phụ trách môn phái hình luật hình pháp cùng phòng vệ hỏi hình đường, còn có phức tạp luyện đan, minh văn, đào tạo linh thảo linh thảo đường, phụ trách truyền thụ huyền công, giám sát đệ tử diễn võ đường, cùng với cất giữ huyền công bí tịch tàn kiếm đường vũ khố. Mà Đinh Hạo lúc này, chính trước khi đến tàn kiếm đường vũ khố trên đường tại ngũ viện đại bỉ bên trong nhất cử đoạt giải nhất, ngoại trừ đạt được một quả tụ huyền đang bên ngoài cùng 10 cái tác dụng không rõ môn phái điểm cống hiến bên ngoài, còn chiếm được tiến vào tông môn vũ khố, thêm vào lựa chọn sử dụng một môn huyền công vũ kỷ bí tịch tiến hành tu luyện cơ hội. Đinh Hạo muốn đi vũ khố chọn lựa bí tịch. Đây là một lần vô số ký danh đệ tử tha thiết ước mơ cơ hội. Tàn kiếm đường vũ khố bên trong cất giữ lấy phong phú huyền công vũ kỷ bí tịch, là vấn kiếm tông lớn nhất chói mắt nhất bảo khố, đối với bất kỳ một cái nào người tập võ mà nói, quả thực chính là nằm mộng cũng muốn muốn đi vào địa phương, chỉ cần có thể từ trong đó chọn lựa nhất bộ thích hợp chính mình huyền công công quyết, đủ để cho ngươi kịch liệt môn phái cạnh tranh bên trong, ở lúc hàng bắt đầu thượng. Nghĩ tới đây, Đinh Hạo tâm tình cũng là tốt, nhìn không được hừ nổi lên tiểu khúc. Trên đường đi, gặp không ít tất cả viện ký danh đệ tử. Ngoại trừ Bạch Sam Trung Viện đệ tử phần lớn đều đối với Đinh Hạo ông lấy hoặc nhiều hoặc ít địch ý bên ngoài, còn lại tất cả viện đại đa số ký danh đệ tử, đều nhiệt tình về phía Đinh Hạo chào hỏi, Đinh Hạo cũng mỉm cười từng cái đáp lại. Thậm chí còn có như vậy một hai cái điên cuồng nữ đệ tử lớn mật địa xông lại, hướng Đinh Hạo tỏ tình. Có thể thấy được lần này ngũ viện đại bỉ về sau, Đinh Hạo tại ký danh đệ tử bên trong danh khí cùng uy vọng, đạt đến một cái khác người chỉ có thể nhìn qua hắn bóng lưng độ cao. Đinh Hạo thoáng có chút dân mù đường. May mắn theo rộng lớn đá xanh đường, một đường đều có cực kỳ rõ ràng biểu thị. Thoải mái rời đi sơn môn cấp thứ nhất bậc thang khu vực, dọc theo thanh bậc thang bằng đá trên lên, Đinh Hạo một đường không nhanh không chậm, đại khái một nén nhang thời gian về sau, rốt cục đi tới ở vào cấp thứ ba bậc thang khu vực số 28 tàn kiếm đường Vũ Khố. Trong truyền thuyết Vũ Khố, chính là chỗ này. Đinh Hạo ngẩng đầu cẩn thận quan sát. Đây là một tòa cực kỳ thuần chánh đá xanh kiến trúc, hiện lên tám đỏ quạt, tỏ ý chán ghét, huyền đèn cổ tháp hình dáng ngoại hình, chia ra lục tầng. Chỗ ngồi này cổ tháp càng lên cao càng là nhỏ hẹp, nhìn xa xa, giống như một thanh dựng thẳng lên đến cắm ở trên mặt đất tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm giống nhau, tại thái dương chiếu xạ phía dưới. Cả tòa cổ tháp trong mơ hồ tách ra lấy màu xanh nhạt mờ mịt quang huy, có một loại kỳ dị mị lực. Tại đây mặt ngoài nhìn về phía trên tại đây thủ vệ lơ lỏng, thậm chí ngay chuyên môn hộ vệ đều không có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 Ông Lão Tóc Bạc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nhưng là ai hỏi kiếm tông bên trong mỗi người cũng biết, mỗi một tòa vấn kiếm tông vũ khố bên trong, đều có chí ít có một vị thực lực đạt đến tiên thiên đại tông sư cấp bậc nội môn trưởng lão cấp bậc cường giả trấn thủ, hơn nữa những kia do cao giai minh văn sư khắc dấu thần bí khó lường minh văn trận pháp, tại đây thủ vệ quả nhiên là Cố Nhược Kim Thang. Theo kiếm tháp vũ khố bậc thang đá xanh, đi vào lối vào. Đinh Hạo thấy được một vị tóc hoa trăm màu điệt ông lão, lẳng lặng yên ngồi ở cổ cửa tháp dưới bóng cây trúc đằng ghế nằm thượng, đang tại bưng lấy một quyển không biết tên màu xanh da trời đóng buộc chỉ cổ thư cũng thật là ngon địa nhìn xem. Loan lộ ánh mặt trời theo bóng cây chiếu xuống, khô hoàng sắc đằng ghế dựa C, K, Ý, T, T, T chậm chậm địa lay động. Đây là tràn đầy tuế nguyệt tan thương một màn cảnh đẹp. Ân. Ký danh đệ tử. Muốn tiếng vũ khố. Cảm ứng được có người đi tới, ông lão tóc trắng nhẹ giọng hỏi, hắn không có ngẩng đầu, như trước lặng lặng yên đọc sách. Đinh hạo cung kính địa đạo thanh sam đông viện ký danh đệ tử đinh hạo dựa theo môn phái ban thưởng đến đây vũ khố chọn lựa huyền công bí tịch a à, ông lão tóc trắng rốt cục ngẩng đầu lên đây là một tấm rất bình thường gương mặt không phải trong tương tượng tóc bạc mặt hồng hào cũng không có khí phách lộ ra ngoài trên mặt có tuế nguyệt tạo hình nếp nhăn khóe mắt thậm chí còn có một khỏa hoang sắc giữ mắt bất quá cái kia nhìn như đục ngầu trong con ngươi lại ẩn ẩn có một loại làm cho người hít thở không thông quan mang chật lóe lên. Cái này tự hồ muốn nói minh, trước mắt lão nhân này, nhưng không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Hắn chầm chầm vào đinh hạo từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, xem kỹ một phen, khẽ gật đầu, lộ ra một tia tán dương thần sắc, gật đầu nói. Tốt, vào đi thôi, nhớ kỹ, ngươi có hai cái canh giờ chọn lựa bí tịch, cũng không thể leo lên đệ tứ tầng đã ngoài tầng trệt. Đinh Hạo gật gật đầu đa tạ trường lão. Ân. Tóc trắng mạo điệt ông lão gật gật đầu, đột nhiên lại làm như nhớ ra cái gì đó, nói. Thuận tiện bổ sung một câu, ngươi có thể chọn lựa ba quyển huyền công bí tịch. À. Đinh Hạo ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, trưởng lão, dựa theo môn phái ban thưởng quy định, giống như. Ta chỉ có thể lựa chọn sử dụng một quyển. Tiểu tử ngươi ngược lại rất thành thật, không tệ không tệ. Ông lão cười tủm tỉm ngẩng đầu, lại lại đột nhiên mãnh liệt sắc mặt một bên, dựng râu trừng mắt địa đạo. Lão nhân ta hôm nay cao hứng, thêm vào cho ngươi hai quyển danh ngạch, như thế nào? Không muốn muốn a? À? Đinh Hạo lập tức té cứt té đái địa đi đến bên trong chạy. Muốn muốn, đa tạ trường lão, đệ tử vô cùng cảm kích. Kỳ quái, vì cái gì trấn thủ trưởng lão hội nhiều cho mình hai quyển lựa chọn danh ngạch? chẳng lẽ ta lớn lên giống hắn thất lạc nhiều năm thân nhân. Đinh Hạo vui thích mà nghĩ lấy, tiếng nhập kiếm tháp vũ khố. Ngoại trừ cửa vào bên ngoài, cũng không có còn lại thông đạo có thể tiến vào kiếm tháp vũ khố, mà ngay cả cửa sổ đều không có, bất quá có cao giai minh văn sư quỷ phủ thần công đích thủ đoạn, bên trong có vẻ rộng rãi mà lại sáng ngời, bốn phía vách tường bày biện ra thanh hoàng sắc, tản mát ra nhàn nhạt như ngọn đèn giống nhau màu da cam mờ mịt, đem trọn cái không gian chiếu rõ ràng rành mạch không nhiễm một hạt bụi. Không biết vì cái gì, hôm nay thực sự không phải là bế quán ngay, nhưng là kiếm tháp vũ khố bên trong, ngoại trừ đinh hạo bên ngoài, vậy mà một người đều không có. Đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là từng dãy màu da cam cổ mộc chất liệu gỗ giá sách. Trên giá sách bày đầy rậm rạp chằng chịt đóng buộc chỉ cổ tập. Đại lực khai bi thủ, hổ gầm quyền pháp, thập tử khoái kiếm, đón gió một đao chém, lòng ngầm thương pháp, kinh hồng bước, bồi huyền quyết, Đinh Hạo liếc đảo qua đi, liền chứng kiến những cái này sách nhỏ danh tự. Đều là một ít huyền công bí tịch. Đinh Hạo lập tức có một loại hoa mắt thần mê lỗi giác. Đây chính là không thể giả được huyền công bí tịch A, tràn đầy địa bậy ở cả vũ khố kiếm tháp tầng thứ nhất, giống như sách núi biển sách giống nhau, làm cho người hoa mắt. Đinh Hạo lập tức có một loại hai lúa vào thành cảm giác. Stop D, đừng nhìn một quyển vốn tên là lời khởi như vậy dọa người, kỳ thật đều là một ít miễn cưỡng nhập giai phế phẩm, một ít thậm chí cũng không nhập giai, xem đem ngươi cái này không có tiền đồ gia hỏa cho vui mừng, thật sự là không kiến thức a à không kiến thức. Trong ốc truyền đến kiếm tổ khinh thường thanh âm. Thuận tiện lấy đao tổ đại nhân cũng không cam chịu rất lại phía sau địa rất khinh bị đinh hạo một hồi. Tiểu đinh tử, ngươi nhưng cẩn thận nhìn rõ ràng rồi, cái này trong tầng thứ nhất, hiện lên phóng tập, đều là một ít rất thô sơ giảng lược bí tịch, rất nhiều một bộ phận đều là nát đường cái mặt hàng, còn có một bộ phận miễn cưỡng có thể tiến vào phẩm giai, đối với ngươi mà nói, đều không có gì dùng, không cần nhìn, trực tiếp tiến vào đệ nhị tầng A. Kiếm tổ trào phúng một hồi về sau, cấp ra một cái rất nghiêm túc đề nghị. Đinh Hạo gật gật đầu, không chút do dự, tìm được rồi thang lầu, hướng phía đệ nhị tầng đi đến. Bước trên 36 tầng bậc thang, đã đến kiếm tháp vũ khố đệ nhị tầng. Theo cảm giác đầu tiên đến xem, đệ nhị tầng không gian so tầng thứ nhất hơi chút ít đi một chút, trong không gian chỉnh tề bày đặt 10 khung tơ vàng gỗ liêm chế tạo tương hồng sắc cực lớn giá sách, có thể khẳng định chính là, không theo theo chất liệu gỗ có lẽ hay là công nghệ tinh xảo trình độ, những sách này khung so với tầng thứ nhất giá sách, đều quý báu tinh tế vô số lần. Trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thơm, khiến người đầu não càng phát ra thanh tĩnh, phỏng chừng cũng có phòng trùng tác dụng. Huyết diễm bí quyết, kim cương thân pháp, đại lực hổ vương quyền, trâu đực ba chấn thức, truy điện trung cung kiếm, cửu cửu phá thiên kiếm, 16 kiếm quyết, liệt hỏa kiếm. Lúc này đây Đinh Hạo tâm tình đã muốn bằng phẳng rất nhiều, tại trên giá sách mơ hồ quét một hồi, quả nhiên phát hiện đệ nhị tầng cấp giữ huyền công bí tịch, tại phẩm giai thượng so tầng thứ nhất cường rất nhiều, toàn bộ đều là vào giai phẩm huyền công. Bất quá, tức đã là như thế, tầng này tàn thư, đại bộ phận đều là nhân giai hạ phẩm, nhân giai trung phẩm, đối với hôm nay Đinh Hạo mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Nghĩ nghĩ, Đinh Hạo không do dự, trực tiếp leo lên kiếm tháp vũ khố đệ tam tầng. Ồ, tại đây tựa hồ có cấm chế nào đó. Cước thứ nhất bước trên đệ tam tầng lâu mặt, Đinh Hạo đã cảm thấy đầu vai trầm xuống, trọng lực tại trong nháy mắt phản phất là gia tăng rồi gấp bội, người bình thường tiến vào tại đây, tuyệt đối sẽ bước chân tập tỉnh, đứng cũng không vững. Trong không khí cái chủng loại kia, mùi thơm ngát hương vị, càng thêm nồng đậm. Cùng đệ nhị tầng so với, đệ tam tầng diện tích lớn hẹn ước trúc nhỏ gấp đôi khoảng chừng gì đó. Không gian đích chính giữa gian, bày đặt sáu tòa cự đại ngọc thạch giá sách, tản ra nhàn nhạt màu xanh ánh huỳnh quang, tàn thư ước chừng tại hơn sáu trăm bên cạnh khoảng chừng gì đó, mà lại mỗi một sách sách đều dùng màu vàng gỗ lim hộp nhỏ trang trong đó, cẩn thận từng ly từng tí để bảo vệ bảo hộ lên. Tại hộp nhỏ mặt ngoài, dùng tinh diệu vô song kỹ thuật sát trâu khắc dấu lấy một chuyến đi tinh tế dày đặc cực nhỏ chữ nhỏ, giới thiệu trong hộp tàn thư phẩm dai, quy lực, thuộc tính cùng còn lại các loại đại khái giới thiệu. Đây là đinh hạo được cho phép đi lên tầng cao nhất. Ân, ừ, muốn tại tầng này chọn lựa thích hợp chính mình huyền công bí tịch. Đinh hạo nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, kềm chế chính mình kích động tâm tình, đi vào ngọc thạch trước tủ sách mặt, rút ra bày ở phía trên đợi một cái hộp gỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 88 Ba bản bí tịch Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thanh Hồng truy nhật bí quyết, thân pháp loại phụ trợ huyền công bí tịch, nhân giai trung phẩm thượng phẩm giai, thích hợp vũ đồ cảnh, vũ sĩ cảnh đệ tử tu luyện, không huyền khí thuộc tính yêu cầu, tu luyện tới cực hạn, có thể lăn không vượt qua 30 m mỗi giây tốc độ 40 m, giống như thanh hồng giống nhau lướt ngang trường không. Đinh Hạo nghĩ nghĩ, đem thả trở về. Cái này bản thanh hồng truy nhật bí quyết uy lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng là cùng yêu cầu của mình, tự hồ còn kém một chút điểm. Lại rút ra một quyển. Sơ trần yếu yếu thân pháp, thân pháp loại phụ trợ huyền công bí tịch, nhân giai cao phẩm hạ phẩm giai, thích hợp nhị khiếu vũ đồ cảnh đã ngoài đệ tử tu luyện phong hệ huyền khí thuộc tính tu luyện vì dai, kim, mộc, thổ thuộc tính huyền khí cũng như, hỏa, thủy thuộc tính huyền khí tu luyện liền chính là làm nhiều công ít, tu luyện tới cực hạn, lăng không vượt qua 40m, mỗi giây tốc độ 40m, mà nếu sơ bụi loại phiêu hốt bất định, thân hình yếu yếu. Đinh Hạo lắc đầu, cùng tâm lý của mình mong muốn còn có một chút chênh lệch, như trước thả lại chỗ cũ. Hắn trong chớp mắt đi tới cái khác ngọc thạch giá sách, rút ra trước mắt một cái hộp nhỏ. Bác Phương Kim Hỏa Thân, rèn luyện loại phụ trợ huyền công bí tịch, nhân dài trung phẩm thượng phẩm giai, thích hợp vũ đồ cảnh đã ngoài đệ tử tu luyện, Kim, Hỏa song hệ huyền khí thuộc tính người tu luyện vưu giai, một hệ huyền khí thuộc tính cấm kỵ tu luyện, tu luyện tới cực hạn, có thể nhận được chín tầng Kim Hỏa Thân, chống cự 100 độ phía dưới ngọn lửa đốt cháy hoặc là chịu đựng cùng cùng giai đối thủ phạm binh bổ khảm mà không bị vết thương thật là lợi hại kim thân pháp môn. Đinh Hạo không khỏi sợ hãi tháng phục, chống cự ngọn lửa đốt cháy cùng đao kiếm bổ khảm, cái này bác phương kim hỏa thân thật sao không tầm thường. Bất quá Đinh Hạo chính mình thực sự không phải là kim hệ, mà trung đang điện hỏa thuộc tính đao pháp huyền khí tạm thời không nên bạo lộ, cho nên cân nhắc liên tục, Đinh Hạo có lẽ hay là lưu luyến không rời lựa chọn đem nó thả trở về xem ra muốn tại đây hơn 600 quyển sách sách ở phía trong lấy ra thích hợp nhất chính mình huyền công bí tịch, thực sự không phải là chuyện dễ dàng, rất dễ dàng sẽ theo hoa mắt, thời gian đã qua gần nửa canh giờ, Đinh Hạo còn thừa lại một cái nửa canh giờ. Lúc này, đao tổ cùng kiếm tổ hai lão quái vật, rốt cục nhìn không được. Tiểu Đinh Tử, như ngươi vậy là không đúng. Kiếm tổ nghiêm túc địa đạo. Đầu tiên, ngươi đúng vậy phân tích tin tường sở trường của mình cùng khuyết điểm, làm tin tưởng ngươi nhất cần gì loại hình bí tịch. Đao tổ cũng một bộ lời nói thấm thía bộ dạng. Kiếm tổ tiếp tục dạy dỗ. Chỉ có lựa chọn phương hướng minh xác rồi, ngươi mới có thể làm ra thích hợp nhất lựa chọn của mình. Đao tổ còn muốn nói điều gì, đột nhiên phát hiện lời nói đều bị kiếm tổ nói xong rồi, chỉ có thể oán hận gật đầu nói. Không tệ. Đinh Hạo nghe xong, lập tức có một loại thể hồ quán đính, hiểu ra cảm giác. Đúng vậy, chính mình một lát thật là bị trước mắt nhiều như vậy lựa chọn theo hoa mắt rồi, nhưng không có hảo hảo suy nghĩ một chút, mình rốt cuộc cần gì chính là hình thức huyền công chiến kỹ, không bằng hai vị tiền bối cho một chút đề nghị a. À? Đinh Hạo cười hì hì nói, hai vị đều là thế ngoại cao nhân, nhãn quan kiến thức cũng không phải ta tên ngu ngốc này có thế so với, các ngươi nói cái đó một bản bí tịch phù hợp, cái kia khẳng định chính là thích hợp nhất ta. Hoa ha ha ha, tiểu Đinh Tử không tệ, ngươi thật sự rất thật tinh mắt. Kiếm tổ bị cái này một cái vỗ mông ngựa tâm hoa nộ phóng. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, tuy nhiên biết rõ ngươi đang ở đây vuốt mông ngựa, nhưng là ta còn là rất thưởng thức loại người như ngươi ăn ngay nói thật tác phong. Đao tổ cũng vui địa nở nụ cười. Hai cái lòng hư vinh mười phần gia hỏa xuống Mỹ một hồi, hơi chút tự hỏi, cấp ra đề nghị. Ngươi tình huống trước mắt, cần một quyển thân pháp loại bí tịch, một quyển rèn luyện kim thân huyền công, cùng với một môn tăng cường lực công kích kiếm pháp. Kiếm tổ cấp ra đáp án. Không tệ, tại huyền khí phương diện tu luyện, người có thái huyền vấn kiếm thiên cùng một đao lên đường bí quyết cái này hai quyển có thể nói là hoàn mỹ nhất trụ cột loại tâm pháp, cũng đủ chèo chống ngươi tấn cấp đến cửu khiếu vũ sĩ cảnh, không cần sửa đổi, trừ lần đó ra. Ngươi còn có cái kia tử quỷ tiểu kẻ điên truyền thụ cho đóng cửa từ chối tiếp khách kiếm thức, chỉ cần dùng tâm hiểu thấu đáo rồi, phòng thủ không ngại. Dạng này tính đến, ngươi đang ở đây nhục thân rèn luyện phương diện, căn bản không có nắm giữ bất luận cái gì kim thân pháp môn, mà thân pháp phương diện kinh hồng bước cùng kiếm pháp phương diện cái kia những thứ gì thập tự kiếm pháp, truy điện trung cung kiếm. Vân vân, cũng đã khó có thể xứng đôi thực lực ngươi bây giờ cùng tiến bộ, cho nên, một quyển thân pháp bí tịch, một quyển kim thân bí tịch cùng một quyển lực công kích siêu cường kiếm pháp bí tịch là người trước mắt tốt nhất lựa chọn đao tổ lần này sợ kiếm tổ lại đoạt lời của mình một hơi thao thao bất tuyệt nói xong rồi kiếm tổ vốn còn muốn đón lấy nói sau chút gì lại phát hiện mình cũng không thể nói gì hơn đành phải nghiến răng nghiến lợi oán hận địa bổ sung một câu cái này phong bà nương nói một ít cũng không tệ đinh hạo hai mắt tỏa sáng không hổ là hai lão quái vật phân tích vắng vẻ như lý một ít đều không có sơ hở chẳng quan tâm hai lão quái vật lẫn nhau rất không thoải mái địa trong đầu đấu võ mồm. Đinh Hạo bắt đầu hào hứng bừng bừng địa tại đây để tam tầng vũ khố bên trong, dựa theo yêu cầu của mình, một quyển bản chọn lựa bắt đầu đứng dậy. Ngọc Thanh Bách Hoa thân pháp. Ân, ừ, kém một chút. Thương Thiên Bạch Hạc thân pháp. Cũng kém một chút. Bàn cổ thất sát kim thân. Bồn lôi chuyển sinh kim thân. Lôi hỏa lam sang kiếm pháp. Lưu Quang đang hạ kiếm pháp. Thanh liên phi điệu kiếm pháp Đinh Hạo không ngừng mà đọc qua, lại không ngừng mà đem nguyên một đám hộp nhỏ thả lại chỗ cũ, trong lòng có rõ ràng mục tiêu, lựa chọn tốc độ nhanh rất nhiều lần. Thời gian phi tốc trôi qua. Cũng không biết qua rồi bao nhiêu thời gian, rốt cục, Đinh Hạo không sai biệt lắm đem hơn 600 sách bí tịch hộp toàn bộ đều nhìn một lần, cũng rốt cục tại đây phức tạp giống như biển khói giống nhau bí tịch tập bên trong, chọn lựa ra ba quyển đầy nhất ý bí tịch yên đạo mê ly bí quyết thân pháp loại phụ trợ bí tịch nhân giai cực phẩm hạ phẩm giai chia ra yên sống lớn mê cách bốn chữ bí quyết thích hợp toàn thuộc tính huyền khí tu luyện tu luyện tới cực hạn có thể giống như yên sống lớn giống nhau mê ly không thể nắm lấy thân pháp huyển diệt vẫn còn như quỷ mị mà lại có trợ giúp tăng lên tu luyện giả tốc độ phản ứng phối hợp kiếm pháp thi triển hiệu quả vưu dai khuyết điểm là cần tu luyện giả có cực cao ngộ tính cùng thiên phú băng hỏa cửu chuyển kim thân. Rèn luyện loại phụ trợ bí tịch, nhân giai cực phẩm hạ phẩm giai, thích hợp thủy hệ, hỏa hệ huyền khí thuộc tính tu luyện, chia ra 9 tầng, mỗi một tầng làm một chuyển, cửu chuyển về sau, có thể thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, tăng cường khôi phục năng lực. Khuyết điểm là tu luyện quá trình thống khổ, tu luyện chậm chạp, cần đặc biệt tu luyện hoàn cảnh. Long vương cách thủy kiếm phát Lực công kích siêu cường kiếm pháp, nhân giai cực phẩm trung phẩm giai, thích hợp thủy hệ huyền khí thuộc tính tu luyện, chung vì chính chiêu 36 thức, lực công kích mạnh, xa tại đồng bậc kiếm pháp phía trên, mà lại có uy năng điệp gia hiệu quả, cũng như huyển hóa ra chân long khí tức. Khuyết điểm là cần rất mạnh kiếm thuật thiên phú cùng ngộ tính, mà lại yêu cầu thân thể thuộc tính đẳng cấp ít nhất tại vượt qua giáp đẳng phía trên, mới có thể đem cái môn này kiếm pháp tu luyện đến đại thành. Cái này là đinh hạo cuối cùng nhất lựa chọn ba bản bí tịch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 89 Vấn kiếm tông, phố buôn bán Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cái này là đinh hạo cuối cùng nhất lựa chọn ba bản bí tịch Trên căn bản là chỗ ngồi này tàng kiếm đường vũ khố để tam tầng cất giữ trong sách Phẩm giai cao nhất ba quyển, đao tổ cùng kiếm tổ hai lão quái vật, đối với Đinh Hạo lựa chọn cũng có chút thỏa mãn. Véo chỉ tính toán, thời gian đảo mắt liền đã đến hạn mức cao nhất, Đinh Hạo cẩn thận từng ly từng tí địa cầm ba cái hộp gỗ, đường cũ phản hồi, đi tới kiếm tháp vũ khố cửa ra vào, lần nữa gặp vị kia nằm ở đằng trên mặt ghế cũng thật là ngon địa nhìn xem nào đó bản bạch thoại tiểu thuyết ông lão tóc trắng. Rốt cục chọn lựa là tốt rồi. Cho ta xem xem. Ông lão tóc trắng theo đinh hạo trong tay, nhận lấy ba cái hộp gỗ. Ân, ừ, tiểu gia hỏa, nhãn quan không tệ, giả tâm cũng không nhỏ, kiếm tháp vũ khố đệ tam tầng trung uy lực lớn nhất, nhưng là tu luyện độ khó cũng lớn nhất ba bản bí tịch, rõ ràng đều bị ngươi tuyển đến. Ông lão tóc trắng trên mặt, lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá, dừng một chút về sau, ông lão tóc trắng rồi lại lời nói thấm thía địa đạo. Tiểu gia hỏa, tuy nhiên ánh mắt của ngươi không tệ, nhưng ta còn là khuyên ngươi một lần nữa lựa chọn, không muốn lựa chọn cái này ba quyển." Đinh Hạo sững sờ. "Vì cái gì?" "Chúng nó điều kiện tu luyện nghiêm khắc, tu luyện chu kỳ quá dài, vô pháp tại trong thời gian ngắn thấy hiệu quả, sẽ để cho thực lực của ngươi thoạt nhìn tăng trưởng vô cùng chậm, hơn nữa, ngươi hôm nay là ngũ viện đại bị thứ nhất, gặp phải lấy vô số khiêu chiến, nếu như thực lực vô pháp tại trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, sẽ để cho ngươi mệt mỏi." ông lão tóc trắng thần sắc mặt ngưng trọng địa đạo đinh hạo trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười cảm kích địa đạo đa tạ trường lão chỉ điểm bất quá đệ tử cho rằng võ đạo chi lộ ở chỗ hậu tích bạc phát muốn xem trọng trường viễn lợi ích không nên truy cầu học cấp tốc làm cho căn cơ không yên ta còn là nguyện ý lựa chọn cái này ba quyển ông lão lắc đầu không thể làm gì địa đạo quả nhiên cùng cái kia lão quái vật đồng dạng bướng bỉnh tính tình cũng thế ta không miễn cưỡng ngươi, cho ngươi một ngày thời gian. Nếu như một ngày sau đó ngươi đổi ý rồi, có thể tới tìm ta, thêm vào cho ngươi lần thứ nhất thay đổi, thay thế cơ hội. Đinh Hạo rất là cảm kích địa hành một cái đại lễ, nói: đa tạ trường lão quan tâm, là tốt rồi. ở bên cạnh mượn đọc đăng ký sách thượng đăng ký, sau đó lấy về tìm hiểu a, à, có thể mình làm bản chép tay, nhưng là nhớ kỹ, không phải trải qua ngươi viện tổng giáo tập phê chuẩn ngàn không được đem nội dung của bí tịch, truyền thụ cho đệ tử khác, nếu không, môn quy xâm nghiêm, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi. Đệ tử biết rồi. Đinh Hạo Điền là tốt rồi mượn đọc đăng ký sách, lần nữa nói lời cảm tạ, tại trong chớp mắt trời đi. Nhìn xem Đinh Hạo thân ảnh biến mất ở phía xa, ông lão tóc trắng nằm ở trúc đằng ghế nằm thượng, đối với lên trước mắt không khí, đột nhiên nói ra. Ngươi xem thượng tiểu tử này, đảo thật sự chính là không tệ có chút ý tứ, cũng không có lại để cho bổn tọa một chuyến tay không. Ha ha, ta xem người trên, đương nhiên là tốt hạt giống. Lúc này đa tạ ngươi, cho ngươi cái này tàn kiếm đường vũ khố để nhất trưởng tòa các hạ, tự mình đến trở thành lần thứ nhất người giữ cửa. Trong không khí, một cái đinh hạo tuyệt đối thanh âm quen thuộc nói. Bổn tọa vất vả một chuyến thì không coi vào đâu, chỉ là ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi cái này khỏa hạt giống, lần này ký danh đệ tử bên trong, ngưu quỷ. Xa. Thần cũng không ít, bên kia đã ở rục trịch, đừng cho đã từng thảm kịch lại một lần nữa trình diễn, thiên tài, luôn dễ dàng chết non a. À. Ông lão tóc trắng nói xong, ngân sắc quan diễm lóe lên, ngay người dẫn cả đằng ghế dựa, đột nhiên biến mất vô tung. Hừ, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp, ai dám động đến người của ta, ta liền cho muốn ai tử. Trong không khí thanh âm, lạnh như băng đáng sợ, lại để cho nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống. Sau đó, kiếm tháp vũ khố trước kia, khôi phục bình tĩnh. Nửa nén hương về sau, một vị bình thường nội môn trưởng lão đi vào kiếm tháp vũ khố cửa ra vào trách nhiệm. Cũng nối liền không dứt có các thức đệ tử đi tới nơi này tòa kiếm tháp vũ khố bên trong mượn độc chắc là trả lại bí tịch. Tầng thứ nhất dừng lại một giờ trong lúc đó, cần tiền trả năm môn phái điểm cống hiến, đệ nhị tầng 10 môn phái điểm cống hiến, đệ tam tầng 15 người trách nhiệm trưởng lão lớn tiếng địa tuyên bố du lãm cùng mượn đọc huyền công bí tịch một cái giá lớn đinh hạo vừa trở lại gian phòng của mình còn chưa tới kịp tinh tế đọc qua chọn lựa ra đến ba quyển huyền công bí tịch bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa vương tiểu thất cùng trương phạm hai người xuất hiện ở cửa ra vào mấy ngày nay thời gian trôi qua trương phạm dùng trước đánh bạc phân đến vàng mua một ít thôi phát tìm lực thân thể con người thảo dược dùng về sau rốt cục thành công địa kích phát ra huyền khí hạt giống sơ bộ nắm giữ huyền khí lực lượng tiến cảnh so với trước kia không biết nhanh gấp bao nhiêu lần cả người cũng có vẻ tinh thần tỏa sáng tu luyện càng thêm chịu khó mà vương tiểu thất liền chính là rốt cục bước chân vào một khiếu vũ đồ cảnh trung cấp tiêu chuẩn chỉ là hắn rõ ràng không có thợ săn thiếu niên như vậy dụng tâm tu luyện dùng thiên tư của hắn như vậy tiến bộ trình độ bình thường trung đẳng đinh sư huynh vừa rồi Vương Tuyệt Phong tổng giáo tập phái người truyền lời, ba ngày sau đó, chúng ta liền muốn tiến hành lần đầu tiên ra ngoài thí luyện rồi, lần này lựa chọn là vấn kiếm tông phụ cận cửu đẳng thí luyện khu vực, yêu ma tương đối hơi ít, tính nguy hiểm cũng hơi thấp, ta cùng chung sư huynh muốn đi môn phái khu buôn bán mua sắm một ít ra ngoài thí luyện chuẩn bị phẩm, đinh sư huynh ngươi có hứng thú hay không cùng đi. Trương Phạm nhiệt tình địa mời. Đinh Hạo vui vẻ, ra ngoài thí luyện sao? rốt cục có cơ hội có thể nhìn xem vấn kiếm tông bên ngoài thế giới. Tốt, cùng đi. Đinh Hạo cũng đồng mua sắm tâm tư. Ba người hẹn nhau, cười cười nói nói, cùng một chỗ hướng vấn kiếm tông khu buôn bán đi đến. Khu buôn bán là vấn kiếm tông núi trong cửa các loại cuộc sống, tu luyện cùng giao dịch vật phẩm tập trung khu vực. Vấn kiếm tông sơn môn từ đuôi đến đầu, cùng sở hữu chính tiếp cầu thang khu vực ký danh đệ tử ở đây đông nam tây bắc trung năm viện, tại phía dưới cùng nhất cấp chín bậc thang khu vực, thuộc về tiếp mãi bên ngoài, mà khoảng cách năm viện gần đây tông môn khu buôn bán, ở vào thứ bảy cầu thang khu vực bên trong, quy mô không nhỏ, nhưng bất luận là vật phẩm có lẽ hay là quy mô, hiển nhiên vô pháp cùng càng trên lên những tông môn kia hạch tâm khu vực khu buôn bán so sánh với. Đinh Hạo còn là lần đầu tiên đi tới nơi này cái khu buôn bán. Tại đây người đến người đi, ồn ào không ngừng, cực kỳ giống kiếp trước trên địa cầu phố buôn bán. Đường đi rộng rãi hình thành, hai mặt là tất cả lớn nhỏ cổ kính cửa hàng, giác lưu kim bản hiệu, chúng nó làm các loại giao dịch, đều là cửa hiệu lâu đời rồi, như là Linh Đan Đường, Linh Dược Cư, Thần Kiếm Đường, Phúc Vui Mừng Điển Đương Hành, Tự Do Đổi Thành Đại Sảnh, vân vân ở đây, nhiều vô số kể. Ngoại trừ những cái này lắp đặt thiết bị chú ý cửa hàng bên ngoài, ven đường còn có đủ loại kiểu dáng quán nhỏ, người bán hàng trong tại lớn tiếng trao hàng lấy. Ở chỗ này việc buôn bán người, có vấn kiếm tông ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thậm chí còn có một chút trưởng lão cấp đại nhân vật. Đương nhiên, ngoài trừ vấn kiếm tông người bên ngoài, còn có thật nhiều ngoại lai hộ, nhận được rồi tiến vào chiếm giữ bằng chứng, cũng có thể ở chỗ này tiến hành mua bán giao dịch. Tại đây buôn bán phát đạt trình độ, viễn siêu đinh hạo tưởng tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 Trước thí luyện đại mua sắm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bách điệp tinh cương trường kiếm, một thanh chỉ cần 100 kim, chém sắt như chém buồn, tuyệt đối phòng thân lợi khí A. Này này, mọi người đến nhìn một cái A, xuất từ ở luyện phong số chế tạo đại sư chi thủ khinh thân khải giáp A, trên mặt khác có sơ giai minh văn, mặc vào đau thương bất nhập, thân nhẹ như yến A. Dẫn khí đang đại bán phá giá A, coi như là người bình thường ăn được một khỏa, cũng có khả năng sinh ra khí cảm A, vị giòn, hương vị thật tốt, mau tới đoạt A. Ven đường người bán hàng trong lớn tiếng địa rau hàng lấy, hấp dẫn lui tới khách nhân. Vương Tiểu Thất hiển nhiên đã tới tại đây thiệt nhiều lần, tương đối quen thuộc, cười giới thiệu đến. Hôm nay là cái này đầu khu buôn bán phiên chợ ngày, cho nên người đi đường có thể so với ngày bình thường nhiều gấp bội, bất quá, bày quầy những cái này người bán hàng trong đám bọn họ mấy cái gì đó, nhưng không có gì bảo đảm, rất có thể gặp được hàng giả, chỉ có những kia cửa hiệu lâu đời trong cửa hàng, không thể giả được, không muốn rút lui. Đinh Hạo gật gật đầu. Cùng như vậy ngay ngắn trật tự khu buôn bán so sánh với, phía sau núi rác rưởi khu chợ đêm quả thực liền là một đám vị thành niên nhi đồng tại đó tiểu đã tiểu nháo, kém quá xa hai người các ngươi muốn mua cái gì? Đinh Hạo tò mò hỏi. Hắc Hắc, chúng ta đều kế hoạch là tốt rồi. Trương Phạm móc ra một cái tờ giấy nhỏ, trên mặt ghi lại lấy hai người muốn mua mấy cái gì đó, có phòng thân khải giáp, có chuẩn bị dùng binh khí, còn có chữa thương dược phẩm, thời khắc máu chốt bổ sung huyền khí dược tề, cùng với tại giả ngoại cắm trại phải cần lều vải, cuộc sống đồ dùng, cùng với khu mũi dược tề, vân vân. Qua, khóc, các ngươi quả thực là đi du lịch a. À? Đinh Hạo cười ha ha. Bất quá, lần này thí luyện là muốn đi giả ngoại, chuẩn bị những vật này, ngược lại một ít đều không quá phận. Thuận tiện giúp ta cũng vậy mua một bộ. Đinh Hạo rất nhanh liền thay người quyết định. Vương Tiểu Thất rất có buôn bán đầu não, quen việc dễ làm, tuyển đều là một ít có mùa màng cửa hiệu lâu đời cửa hàng, tuy nhiên những cái kia thoáng mắc tiền một tí, nhưng lại tuyệt đối chính tông, ba người dựa theo tờ đơn mua sắm, tại khu buôn bán đi dạo ước chừng một canh giờ, hơn một vạn lượng vàng, liền giống như nước chảy giống nhau gắn đi ra ngoài. Hai, những vật khác đều mua toàn bộ rồi, liền thiếu bị dùng vũ khí cùng khải giáp. Trương Phạm lưng cổng cực lớn yêu ma túi da, như là lưng cổng một tòa núi nhỏ giống nhau, bên trong lấy ba người toàn bộ mua sắm, vui tươi hớn hở đi cười. Ta biết rõ phía trước có một nhà cửa hàng, chuyên doanh các thức vũ khí cùng khải giáp, chế tác tốt, già trẻ không gạt, chúng ta đi xem. Vương Tiểu Thất đề nghị nói. Đinh Hạo cúi đầu suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Cũng tốt. Trong lúc nói chuyện, ba người tới chỗ này tên là đúc đỉnh đường cửa hàng cửa ra vào. Bên trong mơ hồ truyền tới đinh đinh đang đang rèn sắc thanh âm, giống như âm nhạc giống nhau giàu có tiết tấu, mà rộng rãi sáng ngời trong đại sảnh người đến người đi, tại chọn lựa lấy các loại kiểu dáng binh khí, trong đó dùng đến chính từ tất cả viện ký danh đệ tử chiếm đa số, xem ra tất cả mọi người tại vì ba ngày sau đó thí luyện làm chuẩn bị. Ba người tiến vào cửa hàng, đập vào mi mắt đúng là treo ở vách tường cùng cột đá trên mặt đủ loại kiểu dáng binh khí. Hảo kiếm Đinh Hạo tiện tay cầm lấy một thanh tinh cương trường kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, mềm dẻo độ thật tốt, phát ra một đám như có như không kiếm ngân vang thanh âm, thản nhiên không dứt bên tai. Đúc đỉnh đường đúng vậy chúng ta vẫn kiếm tông cửa hiệu lâu đời rồi, chí ít có hơn 500 năm lịch sử, tại đây bày ra tới mỗi một đêm binh khí, đều có đúc đỉnh đường ấn ký, tuyệt đối là tinh phẩm, nghe nói ngoại trừ bán bên ngoài, đúc đỉnh đường cùng tông môn đúc kiếm đường trong lúc đó còn có hợp tác vãng lai, nhưng thấy bọn họ chú tạo sư phó đám bọn họ, tay nghề đều đã đạt đến rất cao trình độ. Vương Tiểu Thất cùng tại Đinh Hạo bên người, đem tự mình biết hết thảy đều nói ra. Tốt, vì Tiểu Huynh đệ này nói rất hay bên cạnh truyền tới một sáng sổ thanh âm, nhất vị mặt tơ lụa trường bào bạch diện nho nhã trung niên nhân, xuất hiện ở ba người bên người, cười nói. Kẻ hèn này là biệt hiệu trưởng quỷ trở lại đến, hoan nghênh ba vị thiếu hiệp đi vào biệt hiệu chọn lựa binh khí, không thể tưởng được vị tiểu huynh đệ này đối với chúng ta đúc đỉnh số như vậy hiểu rõ a. À? Nguyên lai là trưởng quỷ. Đinh hạo ba người hoàng lễ. Người này tên gọi là trở lại đến, đảo thiệt là rất ít thấy đây này không biết ba vị cần gì chính là hình thức binh khí. Trở lại đến hiển nhiên bởi vì vương tiểu thất cái kia nói một hồi, đối với ba người cực kỳ nhiệt tình, đúng là tự mình khi nổi lên hướng dẫn mua. Ta cần một thanh một tay khinh kiếm, một bộ khinh giáp. Vương tiểu thất kỹ càng địa nói ra yêu cầu của mình. Thợ săn thiếu niên trương phàm nghĩ nghĩ, nói. Ta cần một thanh một trăm cân đã ngoài trọng kiếm, một bộ chắc chắn khải giáp, ân. Lại đến một thanh cung cứng, 50 miếng nanh sói đại mũi tên. Hắn xuất thân thợ săn, thiên sinh thần lực, ưa thích dùng trọng binh khí, còn có một tay cao siêu tiễn thuật, nhập tông đến nay một mực không có phát huy không gian, hy vọng lần này ra ngoài thí luyện, có thể có cơ hội thi triển sở trưởng. Hai vị chờ. Trở lại đến gọi tới hai người trẻ tuổi hướng dẫn mua thiếu nữ, mang theo hai người tiến đến chọn lựa. Đinh Hạo cái này mới phát hiện, trong đại sảnh có không ít ăn mặc màu vàng nhạt cung trang quần lụa mỏng thiếu nữ, thanh âm như chim hoàng oanh, dễ nghe êm tai, không ngừng mà trả lời những khách nhân hỏi thăm, kiên nhẫn đề cử các loại vũ khí. Xem ra cái thế giới này thương hộ cũng không ngu dốt, cũng biết mỹ nữ có thể kích thích nam nhân tiêu phí. Không biết vị tiểu huynh đệ này cần gì. Trở lại đến cười tủng tiễn địa nhìn xem Đinh Hạo, thái độ rất là nhiệt tình. Ta. Trước tùy tiện xem một chút đi. Đinh Hạo không biết cái này đúc đỉnh số đường đường trưởng quỷ, vì cái gì rõ ràng đối với chính mình nhiệt tình như vậy, bất quá hắn tạm thời còn chưa có xác định muốn mua cái gì. Tốt, tiểu huynh đệ kia ngươi tùy tiện xem, vừa ý cái gì, nói thẳng lời nói, không biết vì cái gì, ta cảm thấy được cùng tiểu huynh đệ ngươi có chút thân thiết, nay thiên tiểu huynh đệ chọn mua bất kỳ vật gì, đều một đám đánh chiết khấu 30%. Trở lại đến rất biết đắn đo đúng mực, đã biểu hiện ra nhiệt tình, cũng sẽ không khiến ngươi phản cảm. Hắn mỉm cười nói xong, liền xoay người đi mời đến khách nhân khác. Ngược lại bị chỉ định cùng tại đinh hạo bên người một vị Mỹ thiếu nữ hướng dẫn mua, nới rộng ra hồng nhuận phân phớt mê người cái miệng nhỏ nhắn, không biết gần đây thiết diện vô tư lão bản, hôm nay vì sao lại đối với một cái ký danh đệ tử như thế hào phóng. Bên này thỉnh. Cái này dáng người mê người, thanh tú có thể ăn được nữ hướng dẫn mua dẫn dắt đinh hạo quan sát đại sảnh trong hành lang tất cả đao kiếm cùng khải giác vô tận đại lục là một cường giả vi tôn thế giới lãnh binh khí phát đạt trình độ viễn siêu tôn phi tưởng tượng ngoại trừ kiếp trước trong trí nhớ thập bát loại binh khí bên ngoài đinh hạo còn chứng kiến đại lượng chính mình căn bản không biết tên gọi là gì cũng không biết làm như thế nào dùng vũ khí đúc đỉnh số thương phẩm thân thể to lớn bị chia làm giống nhau binh khí kỳ môn binh khí khải giáp hộ cụ cùng ám khí tứ đại thuộc loại. Tại vị này gọi là lệnh hồ doanh doanh Mỹ thiếu nữ giới thiệu đề cử phía dưới, Đinh Hạo mua một bộ màu xanh nhạt da thú hộ giáp, lóc thủ đoạn, cánh tay, bộ ngực, eo bụng, hạ bộ, đầu gối cùng hai chân nhẹ thép hình chế khải giáp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.